Nói chung hoạt động trí não cũng khá là nhiều quá cả nhà. Đi dạy đau đầu nhức óc lắm cả nhà ơi. Và cũng rất là áp lực luôn cả nhà. Không, áp lực từ nhiều phía, không ạ? Từ nhà trường, rồi các em học sinh, rồi ngay cả bản thân của mình ở cả nhà. Và mình cũng làm thêm một cái công việc tay trái ở Robby nữa cả nhà. Đó, cho nên là đối với em Liên thì lựa chọn sản phẩm để mình uống vô cho nó khỏe mạnh, không ạ? Khỏe mạnh rồi bổ sung sức khỏe hàng ngày để mình làm việc. Đó, thì khi mà em sử dụng cái dòng Nutri-Oxy này, hồi trước Robby mình cũng có oxy đúng không cả nhà? Nhưng mà đối với lại em Nutri-Oxy này thì nó rất là xịn sò cả nhà ơi. Và phải nói là giống như là khi mà mình uống vào á thì mình sẽ cảm giác được là cái mà về công dụng nó sẽ là x3 x4 lần cái oxy kia luôn cả nhà. Đó, thì ở đây cái dấu hiệu mà khi mà cả nhà uống cái sản phẩm này vào cả nhà, đó chính là các anh chị sẽ cảm giác nó giống như là oxy nó đang chạy vào trong cái cơ thể của mình đó cả nhà. Mà em hay 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 dùng đó chính là sau khi uống xong rồi cảm giác nó giống như là tóe lửa, mình hay nói vui như vậy cả nhà. Thì ở đây mình các anh chị sẽ cảm giác là nó sẽ có một cái dòng oxy nó chạy rần 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 ở trong người mình hả cả nhà ha. Đó, và thường á, thì khi mà em uống cái oxy này á thì các anh chị sẽ thấy như thế này nè, đối với lại những cái sản phẩm khác thì khi mà các anh chị uống vào á mình sẽ rất là khó cảm nhận đúng không ạ? Mình sẽ phải uống là tầm 3 ngày, 5 ngày hoặc là 7 ngày thì mình mới thấy được là à cái sản phẩm này nó như thế nào đối với lại cơ thể của tôi, phải không ạ? Đó, hoặc là giống như là cái bản thân của em là một cái người mà từ trước đến giờ em ít khi dùng thực phẩm chức năng, phải không ạ? Nhưng mà khi mà dùng oxy á, thì á, là mình có một cái cảm giác nó khác biệt cả nhà, mà mình cảm nhận được trong cái bản thân của mình. Đó, tức là oxy nó chạy rần rần vào trong người các anh chị, nó cảm giác nó giống như là điện nó chạy á cả nhà. Đó, và nó rất là phê. Đó, thì khi mà em uống sản phẩm này vô thì các anh chị sẽ thấy là nếu như mà mình có cái cảm giác nó là gì, các anh chị bị đau ở chỗ nào thì nó sẽ xuất hiện lên trên cái bề mặt trên da của mình đó, tức là chỗ nó bị tắc mạch đó cả nhà, đúng không ạ? Ví dụ em là một người nói nhiều đi chẳng hạn, nói nhiều thì cái cổ của em nó sẽ đỏ, hoặc là ví dụ giống như là cái trán của em mà em là một cái người mà giống như là bị thiếu máu não đó cả nhà, cổ vai gáy bị đau, cổ vai gáy thì cái trán của em nó sẽ rất là đỏ ở cái vùng này, đúng không ạ? Và có thể là các anh chị nếu như các anh chị bị nám nhẹ nha cả nhà nha, nám nhẹ, ví dụ như em cũng có khả năng bị nám nhẹ mà em chăm da rất là ok luôn cả nhà. Nhưng mà nói chung là trong cái quá trình mình làm việc hoặc là mình suy nghĩ hoặc là tối mình thức khuya quá khuya cả nhà, nó vẫn gây ra nám chứ không phải là không, phải không ạ? Thì cái vùng gai chỗ đó các anh chị cũng sẽ thấy nó đỏ lên rất là nhiều các anh chị ha. Đó, nói chung là ví dụ uống vô mà mình bị đau bao tử hay là đau bụng hay là bao tử của các anh chị không tốt, phải không ạ? Nó cũng sẽ cảm giác đau bụng một tí cả nhà ha. Hoặc những cái khuỷu tay khuỷu chân các anh chị nó cũng sẽ là đỏ lên, hoặc là ví dụ như là cái máu của mình đó mà nó đào thải không được tốt cả nhà. Ví dụ như em là một cái người mà rất là ít khi nào mà bị ra mồ hôi ha các anh chị ha, hoặc là ví dụ em đến nỗi mà em tập thể dục các anh chị, người ta tập cũng cái bài đó người ta ra mồ hôi quá trời luôn, mình cũng tập mồ hôi mồ hôi rất là khó ra mồ hôi đó. Em phải dùng, thậm chí phải dùng mặc cả một cái bộ đồ nhiệt luôn á cả nhà, để cho nó tăng cái nhiệt lên để nó ra mồ hôi cho nó nhanh đó. Thì khi mà em dùng cái sản phẩm này cả nhà này, em sẽ thấy nó ngứa người, hơi ngứa, và có thể là ngứa quá luôn cả nhà, nó có thể là ngứa quá luôn cả nhà ơi. Đó, cho nên đó là khi mà mình dùng cái sản phẩm này vào thì các anh chị sẽ thấy đầu tiên nó chính là một cái cảm giác nó rất là sảng khoái ha, giúp cho cái trí não của mình nó hoạt động tốt, nó thông mạch, bảo mạch, nó ngăn ngừa được cái đột quỵ ha cả nhà ha. Các anh chị biết rồi, bây giờ mình làm việc nhiều lắm, cường độ mình làm việc cực kỳ cao luôn cả nhà, mà không có một cái sản phẩm mà để hỗ trợ cho mình trong cái quá trình mà mình làm việc đó, không có tốt cho cơ thể đúng không ạ? Và một ngày mình ăn uống đúng không ạ, các anh chị không kiểm soát được cái thực phẩm nó vào người của mình nó có tốt hay không, mặc dù mình làm bên Robby có rất là nhiều máy móc để hỗ trợ đúng không ạ, các cái nguồn thực phẩm khi mà mình nạp vào cơ thể đó, nhưng mà vẫn là gì các anh chị, một cái cảm giác không an toàn. Thì đây là gì, em Liên muốn lựa chọn một sản phẩm
Giống như là Nutri Oxy này nè các anh chị này, uống vào thứ nhất là khỏe tại vì nó có sâm Mỹ cả nhà, đúng không ạ? Thứ hai là áp dụng cái công thức là gì, nitric oxy, đúng không ạ? Đó, nó sẽ đưa vào cơ thể các anh chị một cái lượng oxy, đúng không ạ? Đủ để cho là gì các anh chị, một ngày các anh chị hoạt động tích cực cỡ mà 200% công suất, heo ngang phần trăm công suất thì vẫn là gì, đảm bảo là máy móc của ta vẫn chạy tốt cả nhà ha. Đó, và bên cạnh đó là gì các anh chị, khi mà cơ thể mình đảm bảo được là gì, cái lượng oxy nó đầy đủ rồi, nó nuôi được cái tế bào, đúng không ạ, cho các anh chị hoạt động tốt, phải không ạ? Đó thì là gì các anh chị, cái việc mà mình cải thiện được cái sức khỏe, phải không ạ, cho vợ chồng, phải không ạ, cũng rất là đáng để mà mình làm gì các anh chị, mình sử dụng nó hàng ngày các anh chị ơi, phải không ạ? Và như nhà của em Liên đây nè, cả nhà nè, hiện tại ha, hiện tại bây giờ là các thành viên trong nhà đều sử dụng cái này hết cả nhà, phải không ạ? Ví dụ như bà ngoại em mà lớn tuổi, bà ngoại em là một người có cái vấn đề về đột quỵ nhẹ cả nhà, hồi xưa là đột quỵ nhẹ thì bà dẫn đến là cái liệt dây thần kinh số 7 đó, thì bà cũng đang sử dụng cái sản phẩm này để mà ngăn ngừa cái việc mà tái đi tái lại của cái việc đó đó cả nhà đó. Và em trai mình, mẹ mình, bố mình, nói chung hết cả nhà luôn các anh chị đang sử dụng cái Nutri Oxy này ha cả nhà ha. Đó thì em nghĩ là gì, nếu như các anh chị nào mà chưa sử dụng cái sản phẩm này thì mình nên sử dụng thử một lần đi ạ. Bởi vì sao, cái cảm giác mà Nutri Oxy nó mang lại cho mình, và cái mà sau khi các anh chị uống xong các anh chị sẽ đạt được cái gì trong cái ngày đó, trong cái tháng đó cả nhà ha, nó rất là tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Đó thì em hy vọng là cái sản phẩm này nè các anh chị, nó sẽ là một cái sản phẩm mà nó sẽ là bùng nổ trong cái thời gian tới luôn cả nhà ha, và chạm đến cái tim của khách hàng cực kỳ nhanh, cũng giống như là chạm đến tim của khách hàng của nhà em đi, đúng không ạ? Nhà em là cái người mà sử dụng cái sản phẩm này ngay từ lúc mới ra mắt luôn cả nhà, đúng không ạ? Và em chúc cho cả nhà mình là gì, có được một cái sản phẩm tốt để kinh doanh. Chúc cho các anh chị có một cái ngày mới bảo đơn cùng với lại NutriOxy. Em Liên xin cảm ơn ạ. Vâng, dạ em cảm ơn chị Liên rất là nhiều ạ. Thì hiện á, các anh chị ơi, mình có thể thả những chầm bông trồng hoa trong tim để cảm ơn chị Liên của mình đúng không ạ? Chị chia sẻ rất là hay luôn ạ. Trong cái chia sẻ của chị á, em chỉ nắm nhất từng cái đó là nhé, nút chiếu chị uống vô một phát là có thể phát hiện ra được là mình đang bị cái gì luôn á. Rất là nhanh chóng luôn ạ. Uống vô là ở đâu có vấn đề là ở đó sẽ đỏ lên ngay lập tức á. Thì bây giờ để mình biết được cái nguyên lý hoạt động của Nutri Oxy như thế nào, cũng biết xem là sản phẩm này có đặc điểm gì mà hay như vậy, chị Liên chia sẻ rất là hay như vậy, thì em sẽ xin mời một người, anh hiện tại là anh Hiệp. Anh Hiệp ơi, anh Hiệp giúp em giơ tay lên nhé anh. Mình giúp em giơ tay lên, có gì em ấy có hot cho mình ạ. Thì hiện anh Hiệp cũng đang là cố vấn chuyên môn tại Canada của Nutribet luôn ạ. Và anh Hiệp hiện thì anh cũng đã có kinh nghiệm hơn 20 năm kinh nghiệm đào tạo về bán hàng trực tiếp, cũng như là một trong số anh rất là giỏi luôn ạ. Thì hôm nay anh sẽ lên và anh sẽ chia sẻ về sản phẩm Nutri Oxy với các anh chị ạ. Thì em nhờ các anh chị thả cho em những chầm bông trong hoa trang tim để anh Hiệp của mình có thể xuất hiện trong buổi zoom sáng ngày hôm nay ạ. Em chưa thấy phòng zoom nhìn nóng là chứng tỏ là mình chưa muốn anh Hiệp xuất hiện hay sao ạ? Anh nhờ các anh chị thả cho em những chầm bông trong hoa nhé anh chị ơi. Dạ anh Hiệp ơi, anh Hiệp giúp cho em là mình giơ tay ạ. Dạ anh Hiệp mình có mặt trong Zoom chưa ạ? Anh Hiệp có mặt rồi em. Dạ. Cho em tìm không thấy chứ. Dạ, em mời anh Hiệp ạ. Anh chưa có xe được em ơi. Dạ rồi ạ. Ok. Dạ rồi anh Hiệp ơi. Rồi rồi, ok. Rồi, mọi người nghe Hiệp nói không ạ? Dạ rồi anh. Mọi người nghe rõ đúng không?
Cho hiệp số 1 giúp để hiệp biết là mọi người nghe rõ. Ồ, rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi, trước hết thì xin cảm ơn Hằng Phạm ha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã dành cái thời gian vào buổi sáng ngày hôm nay để cùng nhau chúng ta chia sẻ một cái sản phẩm mới ha, của từ Nutribet Health mà các bạn đã chờ đợi cũng rất là lâu rồi. Thì cũng xin thông báo với các bạn là trong cái bài trình bày của Hiệp á, sẽ có những cái câu hỏi ngẫu nhiên ha, và sẽ có một cái phần quà, rất là nhiều phần quà rất là hấp dẫn ha. Trị giá trên 1,5 triệu ha các bạn, cho cái bạn nào trả lời nhanh và sớm nhất. Thì cái cách là Hiệp sẽ đọc câu hỏi xong thì nhờ MC hãy đánh chữ bắt đầu và các bạn đánh tên và số điện thoại của mình ha. Và bạn nào có cái câu trả lời đúng và sớm nhất sẽ được nhận một phần quà là 1,5 triệu ha, từ Nutribet Health. Rồi các bạn đã sẵn sàng chưa? Các bạn sẵn sàng thì cho Hiệp số đánh chữ sẵn sàng đi các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều ha. Mình bắt đầu ha. Câu hỏi đầu tiên Hiệp muốn dành cho các bạn ha. Theo các bạn thì chúng ta cần gì để sống? Thứ nhất là oxy, nước, vitamin, khoáng chất và enzyme. Thứ hai là oxy, nước, đường, đạm, mỡ, vitamin, probiotic. Ba là oxy, nước, đường, đạm, mỡ, vitamin và khoáng chất. MC có thể đánh chữ bắt đầu giúp anh được không ạ? Rồi các bạn trả lời ha. Dạ rồi ạ, anh Rồi, câu trả lời ha các bạn. Đáp án số 3 đúng không chứ? Rồi. Lan ơi, em có thể công bố bạn nào đã giành cái phần quà đầu tiên ạ? À? dạ em thấy số 3 thì có chị Phạm Thị Thu Trang là gần nhất đánh số 3 ạ. Rồi, anh cảm ơn rất là mọi người rất là nhiều ha. Nhưng mà chúng ta đã hy vọng là các bạn bớt buồn ngủ với cái câu hỏi đầu tiên ha. Hy vọng Zoom của chúng ta nóng lên. Và Hiệp đi vào phần chính của ngày hôm nay ha các bạn, và giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm Nutrioxy. Thì trước hết á, thì chúng ta thắc mắc tại sao lại có cái tên là Nutrioxy đúng không? Thì Hiệp sẽ trong slide tiếp theo Hiệp sẽ nói cái ý nghĩa của cái sản phẩm này. Và Hiệp đảm bảo là các bạn sẽ nhớ và thậm chí các bạn không cần nghe cái bài của Hiệp, các bạn cũng có thể hình dung ra cái tác dụng của sản phẩm này các bạn. Rồi, Nutrioxy là gì ha? Đầu tiên chúng ta nói chữ Nutri. Nutri thì dĩ nhiên là các bạn nhớ đến Nutribet Health rồi đúng không? Tuy nhiên ở đây còn có chữ có nghĩa là nutrition, tiếng Anh tức là dinh dưỡng ha các bạn. Rồi, oxy thì đương nhiên rồi ha, là khí chúng ta, oxy chúng ta hít thở hàng ngày ha. Và quan trọng nhất là các bạn thấy hai chữ viết tắt ở đầu là Nutrioxy đó các bạn, thì là NO ha. NO thì nó xuất phát từ cái một cái chất Hiệp sẽ nói trong những slide tiếp theo, đó là nitric oxide đó các bạn. Nó đóng vai trò rất quan trọng trong cơ thể chúng ta. Chúng ta sẽ tìm hiểu nó sẽ quan trọng như thế nào. Thì như vậy khi mà các bạn đọc cái tên Nutrioxy, các bạn sẽ hình dung cái gì các bạn? Thứ nhất là dinh dưỡng, bạn đồng ý không? Thứ hai là oxy. Thứ ba là NO hay là nitric oxide. Và cái quả tim ở đây ha, có nghĩa là gì? Có nghĩa cái liều nitric oxide nó sẽ giúp gì? Giúp mang chất dinh dưỡng cũng như là oxy đến từng cái tế bào trong cơ thể chúng ta. Thông qua cái gì? Thông qua cái nó tăng cái lượng nitric oxide trong cơ thể chúng ta. Qua đó nó tăng cái tuần hoàn ha, nó tăng tuần hoàn, tăng lưu thông khí huyết. Và một cái nữa là nó giúp bảo vệ chúng ta khỏi cái nguy cơ tim mạch. Rồi, các bạn hình dung không? Nếu mà các bạn đã rõ cái ý nghĩa của sản phẩm Nutrioxy và cái tên Nutrioxy, các bạn cho số 1 giúp Hiệp ạ. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều ha. Như vậy á,
là như Hiệp nói ha, nhiều khi các bạn chỉ không cần nghe Hiệp nói, chỉ cần đọc cái tên rồi các bạn có thể liên tưởng tới cái công dụng của sản phẩm này. Nhưng mà dĩ nhiên là Hiệp sẽ nói kỹ để chúng ta cùng nhau trao đổi. Thì cái phần trình bày hôm nay á, Hiệp sẽ nói nhanh qua với các bạn là cái vai trò của hệ tuần hoàn đối với cơ thể ha. Hiệp nghĩ là các bạn biết đã rất hầu như các bạn đều ở đây chúng ta đều biết. Và thứ hai là Hiệp nói về cái nitric oxide nó là gì ha, nó là gì và lý do vì sao nó đoạt cái giải Nobel y học vào năm 1998 ha. Và cuối cùng là Hiệp sẽ nói qua cái thành phần của nitric oxide để mọi người nắm. Rồi hồi nãy Hiệp nói rồi ha, đây là câu hỏi chúng ta cần gì để sống ha. Thì câu này nó rất là dễ ha. Đáp án số 3 ha, các bạn thì các bạn biết rồi, chúng ta không thể sống mà thiếu oxy ha. Thì bây giờ chúng ta ngồi đây ha, các bạn ngồi tại nhà, chúng ta đều phải hít thở ha. Rồi các bạn cũng đều là những cái chuyên gia tư vấn về sản phẩm dinh dưỡng, cho nên chúng ta đều biết ha, cơ thể chúng ta cần cái gì, carbohydrate hay là đường ha, đường protein là đạm, phát là mỡ và vitamin khoáng chất. Rồi để các bạn hình dung á, như vậy là mỗi ngày chúng ta cần bao nhiêu cái lượng dinh dưỡng trong cơ thể ha. Thì các bạn hình dung chúng ta chạy xe máy chúng ta cần xăng đúng không? Thì cơ thể chúng ta cũng vậy, cần năng lượng ha. Và đơn vị người ta để năng lượng thì các bạn biết ha, người ta đo bằng calo ha. Như vậy để chúng ta tồn tại á, thì hàng ngày ít nhất chúng ta phải nạp vào cơ thể là 30 calo ha các bạn. Thì nó tương đương với 1 phần 3 ổ bánh mì ha các bạn. Tương đương 1 phần 3 ổ bánh mì. Thì các bạn biết là 60% cơ thể chúng ta là nước, do vậy chúng ta phải cung cấp nước ha. Thì Hiệp nhắc lại là nước, đường, đạm, mỡ, oxy, vitamin, khoáng chất. Và đây là một Hiệp chỉ mang tính gọi là chúng ta ôn lại tí xíu thôi, chứ Hiệp tin là các bạn đều biết hết những cái thông tin này. Rồi, bây giờ một câu hỏi đặt ra cũng giống như ha, cũng giống như chúng ta có cái kho Robby, chúng ta có hàng ở tại kho Robby, nhưng mà bây giờ khách hàng lên Robby Mall, khách hàng đặt hàng, như vậy làm thế nào á mà cái sản phẩm đến được tay khách hàng các bạn? Dĩ nhiên là sẽ có gì, có cái phương tiện giao thông ha, để người ta vận chuyển đến cái nơi, cái địa chỉ của cái người đặt hàng đúng không? Thì tương tự như vậy á, khi chúng ta nạp vào cơ thể ha, đường, đạm, mỡ, vitamin, khoáng chất, thì nó sẽ nhờ cái hệ gì trong cơ thể chúng ta để nó làm cái việc này. Thì một phần quà thứ hai sẽ dành cho các bạn ha. Hiệp có một câu hỏi thứ hai dành cho các bạn ha. Còn rất là nhiều câu hỏi và rất là nhiều quà phía sau nha các bạn. Oxy và dinh dưỡng được cung cấp cho các cơ quan trong cơ thể chúng ta nhờ vào thứ nhất là hệ tiêu hóa, thứ hai là hệ thần kinh, thứ ba hệ tuần hoàn và cuối cùng là hệ cơ xương khớp. Xin các bạn bắt đầu ạ. Các bạn nhớ để số điện thoại ha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều ha. Thì thấy đa số các bạn đều trả lời là đáp án 3 ha. Chúc mừng các bạn ha. Đáp rồi Lan ơi, em có tên của người chiến thắng chưa? Ok, em có tên là chị Thảo ạ. À. Sau từ bắt đầu của em là chị Thảo cốt 1 sao ạ. À. Em chúc mừng chị ạ. À. Rồi, anh cảm ơn Thảo ha. Chúc mừng tất cả các bạn ha. Cái này để vui thôi các bạn. Các bạn nào không được quà cũng đừng buồn nha. Đừng buồn Hiệp ha. Rồi, đương nhiên rồi ha các bạn. Đây là kiến thức rất là căn bản. Chúng ta muốn oxy và dinh dưỡng đến cung cấp đến các cơ quan trong cơ thể, chúng ta phải nhờ vào hệ tuần hoàn ha các bạn. Thì Hiệp nói nhanh, hệ tuần hoàn gồm cái gì các bạn? Chúng ta có tim ha, và gì, mạch máu, các bạn đồng ý không? Chúng ta có tim và mạch máu để mang oxy và các chất dinh dưỡng đến toàn bộ các cái cơ quan trong cơ thể ha. Và đây là một số cái thông tin, ví dụ như các bạn thấy là cái tim, quả tim của chúng ta mỗi ngày nó đập khoảng đâu đó 100.000 lần ha, và nó bơm khoảng 17.000 lít máu đi khắp các cái cơ quan ha. Nghe có vẻ vô lý đúng không? Cơ thể chúng ta làm gì mà có hơn 17.000 lít máu? Thì các bạn biết là nó xoay vòng ha, nó giống như cái vòng tuần hoàn, các bạn biết rồi. Rồi nếu mà chúng ta xếp những cái mạch máu theo một cái đường thẳng thì các bạn biết là nó
dài khoảng là 160.000 km vuông ha. Thì các bạn hình dung nó bằng hai vòng cái chu vi của trái đất của chúng ta ha. Như vậy rõ ràng một điều là các bạn biết là cái hệ tuần hoàn, thứ nhất là nó cung cấp oxy và dưỡng chất cho các cái tế bào nó hoạt động, các bạn đồng ý không? Bên cạnh đó thì nó cũng mang gì, nó mang những cái chất độc trong máu ha, trong máu, trong cơ thể chúng ta, từ máu đến gan để nó xử lý. Các bạn biết là gan như cái mà nhà máy xử lý hóa chất, và cuối cùng á nó sẽ đào thải ra ngoài qua nước tiểu ha, các bạn. Đó là lý do vì sao các bạn thấy á, nếu chúng ta không vận động, chúng ta không vận động hoặc là cái hệ tuần hoàn chúng ta làm việc nó không hiệu quả thì sao? Thì không đủ oxy và dưỡng chất cung cấp cho các cái tế bào. Bên cạnh đó thì các cái chất độc nó không được đào thải ra ngoài. Như vậy á, chúng ta sẽ bị rất là nhiều bệnh tật là một ha. Rồi cơ thể chúng ta không được khỏe, chúng ta sẽ lão hóa nhanh hơn. Mà hình dung không? Hiệp lấy một cái ví dụ này ha, rất là dễ dễ hiểu. Là các bạn thấy đây là hai cái cầu thủ, một bên là Ronaldo ha, chắc chắn là các bạn biết đúng không? Một cái cầu thủ khác ở bên tay phải Hiệp, các bạn nào biết cái tên cầu thủ này không ạ? Có thể đánh cung trả giùm Hiệp. Rồi để không mất thời gian thì các bạn biết là cầu thủ này có tên là Wayne Rooney ha các bạn, cũng là một cầu thủ rất là nổi tiếng. Thì cách đây mấy năm thì hai anh này đã chơi cùng cho câu lạc bộ Manchester United ha các bạn. Nhưng mà các bạn thấy không, sau một vài năm á, thì một người thì vẫn còn như là anh thanh niên trai tráng, còn một người có cái vóc da, có cái dung mạo là hoàn toàn khác so với cái thời cầu thủ, các bạn hình dung không? Thì để thấy chúng ta thấy là cùng một cái độ tuổi với nhau, tuy nhiên có người nhìn rất là già, có người nhìn rất là trẻ. Nó không phải là ngẫu nhiên hết mà, nó có lý do tất cả ha. Rồi như vậy á, các bạn thấy khi mà cái hệ tuần hoàn của chúng ta nó không hoạt động không hiệu quả ha, tức là máu huyết nó không có lưu thông đi khắp cơ thể để nó nuôi từng cái tế bào, thì các bạn không cần phải học trong ngành y tế để các bạn hiểu được lý do vì sao mà nó xảy ra những cái triệu chứng sau đây ha. Ví dụ như các bạn cảm thấy rất là khó thở nè, chúng ta thiếu oxy chúng ta khó thở đúng không? Rồi khi mà lưu lượng máu á, trong cơ thể chúng ta nó giảm á, và nó hoạt động không hiệu quả thì cái lượng máu nó đến thận nó cũng giảm đi ha, và nó gây suy thận. Rồi tương tự vậy nó gây rối loạn tiêu hóa. Về cái thể trạng chung cho cả cơ thể nó, chúng ta sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi và buồn bực. Lý do vì sao? Vì chúng ta không đủ chất dinh dưỡng ha, chúng ta không đủ oxy thì chúng ta thiếu năng lượng á, thì các bạn sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi, cảm thấy rất uể oải, buồn bực đúng không? Rồi các bạn thấy trong những ngày mà lạnh lẽo á thì những cái đầu tay của chúng ta nó bị sao các bạn? Bị tê đúng không? Rồi bị lạnh, bị tê. Lý do là sao? Trong những cái lúc mà thời tiết lạnh á, nhiệt độ nó xuống thấp thì sao? Các cái mạch máu nó co lại ha các bạn. Máu không được lưu thông đến các cơ quan. Cụ thể là tay chân ha, chúng ta cảm thấy tê chân tay nè ha. Tương tự như vậy á, đối với hệ sinh dục á, thì nếu mà cái hệ tuần hoàn nó hiệu quả thì máu nó không có đến được cái mô cương trên cái cậu nhỏ của quý ông ha, thì nó cũng là gây ra rối loạn cương dương. Rồi máu nó không có lưu thông đến da, rồi tóc á, thì nó cũng gây lão hóa da, gây rụng tóc ha các bạn ha. Nếu cái não chúng ta, các cái tế bào não mà nó thiếu máu, thiếu oxy, tuần hoàn kém thì nó dẫn đến gì? Dẫn đến sa sút trí tuệ người lớn tuổi. Tuy nhiên các bạn lưu ý hai cái biến chứng vô cùng nguy hiểm của cái tuần hoàn kém, đó là cái bệnh lý tim mạch, cụ thể là gì các bạn? Đột quỵ và nhồi máu cơ tim ha. Hiệp tin là các bạn cũng được các cái nhà cung cấp khác huấn luyện rất là nhiều về đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Hiệp Phong dành nhiều thời gian ở đây chỉ nhấn mạnh với mọi người một cái thông điệp á, đó là hàng năm ở Việt Nam chúng ta có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch. Các bạn hình dung không? Gần năm có 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch. Các bạn biết là mỗi năm ở Việt Nam chúng ta có 600.000 người tử vong ha, 600.000 người tử vong hàng năm. Và các bạn thấy trong đó là đến 200.000 là do bệnh tim mạch rồi, chiếm 1/3. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà các bạn cái hệ tuần hoàn chúng ta nó kém á, nó vận hành kém á, thì nó dẫn đến rất là nhiều cái vấn đề về sức khỏe, nhưng mà nguy hiểm nhất là gì? Nó dẫn đến cái bệnh tim mạch. Lý do là sao mà nhồi máu cơ tim và đột quỵ nó nguy hiểm? Ví dụ thậm chí những người ta bị HIV á, người ta bị ung thư, mặc dù chúng ta biết là những cái bệnh nan y, tuy nhiên bệnh nhân vẫn có thể sống thêm
5 năm, 10 năm, các bạn đồng ý không? Nhưng nếu mà bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim hay đột quỵ, nếu chúng ta cấp cứu không kịp thời, 80-90% bệnh nhân sẽ bị tử vong. Các bạn hình dung không? Do vậy là cái thông điệp trong những slide vừa rồi thì mới nói với các bạn rằng khi hệ tuần hoàn chúng ta hoạt động không hiệu quả thì dẫn đến rất là nhiều cái vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là hai cái biến chứng rất là nguy hiểm trên tim mạch, đó là nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Rồi, đến đây mọi người đã rõ cái thông điệp hiệp hiệp nói đến các bạn chưa ạ? Nếu các bạn rõ cho hiệp số 1, vì cái này nó rất là quan trọng, nó liên quan tới sản phẩm của chúng ta. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dành một cái phần quà tiếp theo dành cho các bạn ha. Thì Hiệp đã nói về cái tuần hoàn kén nó nguy hiểm như thế nào, đúng không? Bây giờ câu hỏi đặt ra, lý do nào nó dẫn đến cái hệ tuần hoàn chúng ta nó làm việc không hiệu quả ha? Lý do nào? Thì Hiệp sẽ nói trong những slide sau, nhưng mà trước hết thì Hiệp mong các bạn cho Hiệp một cái đáp án ha. Đáp án thứ nhất là lòng mạch bị hẹp và các mảng xơ vữa gây cản trở lưu thông. Đáp án thứ hai là lòng mạch của nó quá rộng ha, và có những cái mảng xơ vữa gây cản trở lưu thông. Số 3 là lòng mạch nó bị hẹp nhưng mà không có cái mảng xơ vữa nào ở đây hết. Và cuối cùng là lòng mạch quá rộng và không có cái mảng xơ vữa nào ở đây hết. Xin bắt đầu ạ. Dạ, các anh chị chú ý giúp em là số điện thoại với khi lúc em bấm chữ bắt đầu mình mới bắt đầu nha anh chị ơi. Mình làm lại ha, các bạn làm lại, đợi cho MC đánh chữ bắt đầu ha các bạn. Rồi. Ok ạ. Rồi các bạn, rất cảm ơn các bạn rất là nhiều ha. Hiệp thấy là 100% các bạn trả lời chính xác ha. Hiệp cảm rất là cảm ơn các bạn. Đương nhiên rồi ha các bạn, khi mà cái hệ tuần hoàn nó hoạt động không hiệu quả thì rất là nhiều cái nguyên nhân khác nhau, nhưng mà hai cái nguyên nhân chính á, thì để các bạn nhớ cái điều này á, Hiệp cho các bạn xem một cái hình đây. Là một cái hình trên báo Thanh Niên ha các bạn, trong thời gian gần đây thôi. Và người ta chiếu một cái cảnh kẹt xe ở một cái con đường trên phường Bình Hưng Hòa ha. Thì theo các bạn thì nguyên nhân nào gây ra cái tắc nghẽn giao thông ở đây? Dĩ nhiên là các bạn sẽ nói à, rất là nhiều cái lý do, ví dụ như không có công an điều phối hay không có cảnh sát giao thông điều phối, rồi ý thức người người tham gia giao thông rất là kém, bla bla bla, đúng không? Tuy nhiên á, các bạn thấy là hai cái nguyên nhân chính ở đây là cái gì? Thứ nhất là cái con đường này nó rất là hẹp, các bạn thấy không? Con đường này nó rất là hẹp. Chứ nếu như mà nó rộng khoảng 50-60 km vuông giống như cái biệt thự của nhà chị Hằng thì không thể nào nó kẹt xe được, đúng không các bạn? Rồi, cái thứ hai là cái gì? Các bạn thấy ở đây có những cái chợ tự phát, tức là cái ý thức của cái người dân ở đây rất là kém. Bình thường á, đây đáng lẽ chỗ từ đây tới đây là cái con đường để chúng ta tham gia giao thông, các bạn đồng ý không? Nhưng mà họ làm những cái chợ tự phát ở đây, nó chiếm hết nửa phần nửa con đường rồi, thì làm sao mà không gây ra kẹt xe, các bạn hình dung không? Lý do sao Hiệp lấy cái hình này? Thì hệ tuần hoàn của chúng ta nó cũng giống với Trang vậy á. Có hai cái lý do chính nè. Thứ nhất là cái lòng mạch máu nó hẹp quá, máu nó không có lưu thông tốt ha. Cái chuyện thứ hai, chúng ta ăn uống không lành mạnh, các bạn ăn nhiều, uống trà sữa nhiều quá, ăn nhiều chất béo, các bạn thức khuya, các bạn ăn rất là nhiều mỡ ha. Nó vào trong cơ thể sao, nó đi, nó đâu có chỗ nào để nó thoát ra, đúng không? Thì nó đi đến những nơi nào? Thứ nhất là đi đến bụng, dáng thể thao bụng cao hơn ngực ha. Rồi nó làm cho chúng ta hình dáng chúng ta rất là xấu đi ha, làm cái bụng, cái dòng bụng nó lên. Đi đến đâu? Nó đi đến gan, nó gây ra gan nhiễm mỡ ha. Và nếu nó đi lòng vòng không được thì nó sẽ bám trong cái lòng mạch máu ha. Các bạn hình dung không? Nó tạo thành những cái cục thì người ta nó từ chuyên môn người ta gọi là mảng xơ vữa ha. Nhưng mà các bạn hình dung nó giống như những cái cục máu đông vậy đó. Và cái này á, nó sẽ gây ra tắc mạch ha. Nếu mà nó bong ra, nó đi đến phổi, nó gây mắc phổi, nó đi đến não, nó gây đột quỵ, nó gây đến tim, nó gây ra nhồi máu cơ tim, các bạn hình dung không? Rồi, như vậy á, mạch máu chúng ta y chang à, y chang nhé, các bạn cứ hình dung với cái con đường mà kẹt xe, các bạn sẽ thấy là có hai nguyên nhân chính là gì? Lòng mạch máu nó bị hẹp nè, giống như con đường nó bị hẹp, đúng không? Chuyện thứ hai, những cái mảng xơ vữa nó hình thành ở đây, các bạn hình dung không? Rồi, các bạn sẽ đặt ra câu hỏi, à, như vậy á,
tôi có cái nguy cơ gì tôi bị hai cái chuyện này hay không ha? Thì thưa với các bạn, rất là nhiều yếu tố nguy cơ về cái bệnh tim mạch. Tuy nhiên, đây là những cái nguyên nhân chính. Ví dụ như nếu mà chúng ta tăng huyết áp ha, nếu chúng ta bị tiểu đường ha, nếu chúng ta bị rối loạn mỡ máu ha, nếu chúng ta là những cái người lớn tuổi ha, nếu chúng ta hút thuốc lá, rượu bia ha các bạn. Ngoài ra còn rất là nhiều nguyên nhân chính, nhưng khác, nhưng đây là những nguyên nhân chính mà nó thúc đẩy hai cái chuyện là lòng mạch bị hẹp nè. Thứ hai là các mảng xơ vữa nó hình thành, các bạn hình dung không? Rồi bây giờ câu hỏi đặt ra, chúng ta đã biết được cái lý do của việc mà tuần hoàn kém như vậy, thì làm thế nào để chúng ta phòng ngừa được cái chuyện này? Thì đương nhiên có những cái nguyên nhân chúng ta không có thể phòng ngừa được, ví dụ như tuổi tác, đúng không? Chúng ta không thể chống lại tuổi tác, nhưng những cái yếu tố khác các bạn hoàn toàn có thể phòng ngừa. Ví dụ như hút thuốc lá, chúng ta bỏ thuốc đi, đúng không? Uống rượu bia cũng các bạn hạn chế rượu bia, hoặc là các bạn bỏ luôn rượu bia, đúng không? Ăn nhiều dầu mỡ quá, thức khuya quá gây rối loạn lipid máu, các bạn giảm những cái điều đó đi, đúng không? Cao huyết áp thì ăn bớt đường, bớt muối đi. Rồi tiểu đường ha, bớt đường đi ha. Rồi như vậy trong cơ thể chúng ta nó có cái chất gì, nó có cái cơ chế gì để nó chống lại những cái điều này? Thì thưa với các bạn, trong cơ thể chúng ta có thể sản sinh ra một cái hoạt chất rất là kỳ diệu ha các bạn. Có tên là gì? Có tên là nitric oxide. Các bạn nhớ cái này ha. Trong cơ thể chúng ta có một cái hoạt chất kỳ diệu mà nó tác động lên tất cả những điều này, có tên là nitric oxide. Các bạn hình dung không? Thì cái phát minh này á, nó đã được giải Nobel y khoa vào năm 1998 ha. Hiệp sẽ nói trong những slide sau. Nhưng mà cái trong slide này Hiệp muốn các bạn nhớ nè. Trong cơ thể chúng ta có thể sản sinh ra một cái chất kỳ diệu có tên là nitric oxide. Nó giúp gì? Nó giúp là giảm giãn cái lòng mạch máu này đi, giúp cho máu nó lưu thông tốt hơn, chống lại hình thành các cái mảng xơ vữa này. Nó cũng làm cho mạch máu của chúng ta lưu thông tốt hơn. Và hình dung không? Cái hình này nó rõ hơn. Nitric oxide nó làm được hai chuyện ha các bạn. Thứ nhất là nó làm gì? Cái mạch máu nó hẹp như vậy, nó làm cho cái máu giãn ra, rộng ra để máu lưu thông tốt hơn. Các bạn hình dung không? Thứ hai, nó chống cái sự hình thành những cái mảng xơ vữa này, nó làm cho cái lòng mạch nó thông thoáng. Các bạn hình dung không? Như vậy tóm lại là gì? Thay vì chúng ta bị bệnh tật vì lý do lòng mạch bị hẹp, vì lý do cái lòng mạch nó bị chèn ép, thì chúng ta có một cái mạch máu rất là khỏe như thế này ha, máu nó lưu thông tốt. Như vậy nitric oxide này sẽ giúp cơ thể chúng ta cái gì? Khi mà nó giãn mạch ra thì nó gì? Nó giúp giảm huyết áp đó các bạn. Nó giảm huyết áp là một nè, cải thiện cái tình trạng rối loạn cương dương nè. Rồi khi mà nó chống được cái xơ vữa động mạch á, thì nó cũng giúp gì? Nó giảm cái nguy cơ mà chúng ta bị nhồi máu cơ tim hay là đột quỵ. À, hình dung không? Và khi tuần hoàn nó tốt quá thì sao? Nó cung cấp oxy và các chất dinh dưỡng đến các cái cơ quan trong cơ thể. Như vậy chúng ta sẽ cải thiện rất là nhiều vấn đề. Ví dụ như các bạn bị khó thở nè. Các bạn leo cầu thang lên chừng 2-3 bậc các bạn thở hồng hộc, đúng không? Thì nó giúp cho chúng ta ít bị mệt nè. Rồi chúng ta giảm rụng tóc nè. Rồi chúng ta giảm tê tay tê chân nè ha. Rất là nhiều cái vấn đề do kém tuần hoàn, giống như trong cái slide nãy nói ha, nó sẽ giải quyết được những cái chuyện này. Thì quay lại chút xíu để các bạn nhớ đây, đây là những cái vấn đề mà khi mà tuần hoàn kém ha, mà khi mà chúng ta giải quyết được cái chuyện mà tuần hoàn kém thì sao? Chúng ta giải quyết được những cái triệu chứng này, các bạn đồng ý không? Rồi bây giờ Hiệp sẽ có một cái câu hỏi đặt ra như thế này. Chúng ta biết được cái lợi ích của nitric oxide là NO rồi, đúng không? Thì câu hỏi đặt ra là NO nó sản sinh từ đâu? Thì thưa với các bạn cái này nó hơi khó hiểu chút xíu. Tuy nhiên bây giờ các bạn hình dung á, các bạn ở nhà có hay ăn bánh bông lan không ạ? Bạn nào có đánh số 1 giúp Hiệp. Các bạn có ăn bánh bông lan đúng không? À, ví dụ hôm nay có bạn nào sinh nhật không? Thì bánh bông lan nó có bao nhiêu lớp các bạn? Thường thường các bạn bánh ở lớp ngoài nó có cái lớp kem đúng không? Cái lớp giữa thì là lớp gì các bạn? Lớp bánh nó làm bằng từ trứng đúng không? Và bên trong nữa nó có cái lớp gọi gì? Lớp siro hay gì đó. Tưởng tượng là vậy ha các bạn.
thì cái mạch máu của chúng ta nó cũng tương tự như vậy các bạn, nó có cái lớp ngoài cùng người ta gọi là cái lớp mô liên kết ha, cái lớp thứ hai là cái lớp cơ trơn ha các bạn, và cái lớp trong cùng cái vàng vàng này người ta gọi là cái lớp nội mạc, các bạn hình dung không? Thì nitric oxide nó được sinh ra từ cái lớp vàng vàng này, nó kêu là cái lớp nội mạc. Rồi các bạn hình dung không? Chỉ các bạn chỉ cần biết nhiều đó thôi, không cần biết nhiều. Nhớ tới cái bánh bông lan và nhớ cái lớp trong cùng là cái lớp siro đó là nó sản sinh ra nitric oxide đó. Rồi, nó sản sinh ra từ cái gì? Chúng ta biết được cái tên của nó là nitric oxide đúng không? Chúng ta biết quê quán của nó ngay cái lớp nội mạc động mạch. Bây giờ chúng ta chưa biết tên cha tên mẹ nó là cái gì đúng không? Thì tên cha tên mẹ của nó là gì các bạn? L-arginine và L-citrulline. Các bạn hình dung các cơ thể chúng ta khi mà chúng ta ăn đạm vào á, nó protein đó, nó cấu tạo bởi 20 cái axit amin khác nhau. Thì hai cái chất này, L-citrulline hay là L-arginine là hai trong số 20 đó. Các bạn hình dung không? Nó hơi phức tạp, các bạn chỉ cần nhớ là gì? Hai cái này là hai cái loại axit amin ha, L-arginine, L-citrulline, L-arginine, L-citrulline ha. Tại vì cái này nó quan trọng vì nó có trong thành phần của nitric oxide, các bạn hình dung không? Rồi, cái hình này bên tay trái bên tay phải nó rất là thú vị. Các bạn đã nhìn ở đây nè. Khi chúng ta còn trẻ, có nghĩa là chúng ta khi mà chúng ta dưới 20 tuổi, chúng ta còn tuổi trẻ bẻ gãy phiền trâu gì đó. Cái lượng nitric oxide sản sinh trong cơ thể chúng ta là ở mức tối ưu, tức là 100%, các bạn hình dung không? Nhưng mà khi chúng ta càng lớn tuổi, bắt đầu từ tuổi 30 trở đi ha, thì cái lượng nitric oxide nó sản sinh ra càng ngày càng ít đi. Đó là lý do các bạn giải thích lý do vì sao các bạn thấy những cái người lớn tuổi họ bị cái gì? Họ bị cái lòng mạch hẹp. Họ bị cái gì? Họ bị những cái cục máu đông nó chèn ép cái mạch máu, các bạn hình dung không? Lý do là gì? Lý do là cái lượng nitric oxide này nó sản sinh càng ngày càng ít đi, bạn hình dung không? Ví dụ như ở cái lứa tuổi của hẹp á, thì cái lượng nitric oxide bây giờ nó chỉ còn 35%, tức là chỉ còn khoảng đâu đó 1/3 so với cái thời trai trẻ, các bạn hình dung không? Như vậy slide này nó giải thích cái gì? Nó giải thích rất là nhiều điều. Khi mà các bạn bổ sung cái nitric oxide này á, thì cái người mà càng lớn tuổi á, thì người ta càng hưởng lợi nhiều từ cái sản phẩm này. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, các bạn thấy là khi mà chúng ta ở cái độ tuổi là dưới 20 á, thì cơ thể chúng ta có thể sản sinh được cái lượng nitric oxide tối ưu. Do vậy chúng ta không cần bổ sung. Đó là lý do vì sao sản phẩm này á, nó không dùng, các bạn để ý, nó không dùng cho trẻ dưới 18 tuổi ha các bạn, không dùng cho trẻ tới dưới 18 tuổi. Không phải vì nó không dùng được mà vì là không cần thiết. Và vì không cần thiết. Rồi đến đây các bạn rõ chưa? Các bạn rõ slide này không ạ? Cho hiệp số 1 đi, slide này rất là quan trọng. Rồi ha, các bạn nhớ nhớ cho hiệp ba chuyện ha, nhớ cái bánh bông lan ha, cái lớp cuối cùng là cái nơi nitric oxide nó sinh ra. Các bạn nhớ hai cái chữ L arginine, L-citrulline giùm hiệp, vì hai cái này nó sản sinh ra nitric oxide. Và cái chuyện thứ ba các bạn cần nhớ là khi mà chúng ta còn trẻ dưới 20 tuổi thì lượng nitric oxide là 100%, và khi mà chúng ta càng lớn thì sao? Cái lượng này nó càng giảm. Và chúng ta cần phải bổ sung những cái hoạt chất để nó tăng cường cái nitric oxide cho cơ thể, các bạn hình dung không? Rồi, như Hiệp nói á, thì với cái công trình này, các cái nhà khoa học đã được giải Nobel y học vào năm 1998, các bạn hình dung không? Thì tên đây là tên của ba cái nhà bác học đã được giải Nobel vào năm 1998 nhờ cái công trình mà họ phát hiện ra cơ thể chúng ta có thể sản sinh ra được nitric oxide, và nhờ cái công trình họ minh chứng được rằng nitric oxide nó có tác dụng gì? Có tác dụng giãn mạch nè, có tác dụng là phá hủy hay là ngăn ngừa những cái mảng xơ vữa, các bạn hình dung không? Và ông này á, có tên là Ishitaro, ông là người Mỹ, cũng từng đến đến Việt Nam một vài lần ha các bạn. Rồi, bây giờ trước khi chúng ta đi vào cái thông tin về sản phẩm nitric oxide, thì Hiệp có một cái câu hỏi dành cho các bạn để tóm tắt lại ha các bạn. Tóm tắt lại, và các bạn chọn dùm cho Hiệp cái câu nào nó không đúng ha. Rồi, các bạn nhìn lên màn hình. Câu số 1, hệ tuần hoàn có nhiệm vụ cung cấp oxy và dinh dưỡng cho tế bào ha. Câu số 2, nếu mà cái tuần hoàn nó kém á, thì nó dẫn đến nhiều cái vấn đề sức khỏe, trong đó có hai vấn đề nghiêm trọng đó là nhồi máu cơ tim và đột quỵ ha. Câu số 3, cơ thể chúng ta có thể sinh ra nitric oxide
từ cái lớp mà bánh trong cùng của cái bánh kem ha. Nitric oxide giúp cho giãn mạch thế làm cho cái lòng đường nó rộng ra giống như cái hình mà ở cái bình Hưng Hòa các bạn nhớ không? Rồi nó ngăn ngừa cái mảng xơ vữa, tức là nó dẹp cái, mấy cái chợ tự phát đó để nó ngăn ngừa đột quỵ và nhồi máu cơ tim, và hình dung không? Và cái câu cuối cùng người ta nói là công trình nghiên cứu về nitrit oxide hay là NO đã đoạt giải Nobel vào năm 2020. Thì các bạn cho Hiệp cái câu sai. Lan đánh chịu bắt đầu với bạn ha. Rồi, bắt đầu ạ. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hiệp thấy đa số các bạn trả lời đúng ha, là số 5 ha. Cái công trình này nó đạt giải Nobel năm 1998 ha các bạn. Năm 2020 thì lúc đó có Covid rồi. Mấy ông này chắc cũng ở nhà bị cách ly rồi ha. Không có đi tới phòng thí nghiệm được đâu ha. Đúng không? Cảm ơn các bạn rất nhiều ha. Hiệp để ý thì thấy khoảng đâu đó khoảng 80% các bạn trả lời đúng ha. Tuy nhiên một số bạn trả lời là câu số 3. Số 3 cái này sao mà sai được các bạn? Hồi nãy mình nói cái lớp bánh bông lan đúng không? Lớp trong cùng cái bánh bông lan đó, cái lớp nội mạc động mạch đó nó sản sinh từ cái chỗ này nè. Nó là quê quán của NO á, à, nó là quê quán của nitrit oxide ha. Một số bạn trả lời câu câu số 1, trời ơi, chắc là Hiệp đi, chắc các bạn đánh lộn hoặc là như thế nào đó. Hệ tuần hoàn có nhiệm vụ cung cấp oxy và dinh dưỡng cho tế bào, cái này sao mà sai được? Chắc là bạn nào là vừa ngủ vừa nghe rồi ha. Ok, như vậy á, trong cái phần đầu tiên á, Hiệp đã nói qua những cái điểm chính nè. Thực ra cái câu này nó nhắc lại những cái điểm chính mà Hiệp đã chia sẻ với các bạn ha. Bây giờ chúng ta sẽ nói vào cái sản phẩm Nutri Oxy ha các bạn. Thì như Hiệp nói ban đầu á, cái cốt lõi ha, cái cốt lõi, cái phần quan trọng nhất của Nutri Oxy đó là gì? Nó cung cấp những cái thành phần khi mà các bạn uống vào cơ thể nó sẽ tạo ra nitric oxide. Và hình dung không? Cái phần thành phần chính của nó là uống vào trong cơ thể chúng ta nó tạo ra nitric oxide. Rồi như hồi nãy giờ mình bàn với nhau á, khi mà nó tạo ra nitric oxide thì sao? Nó gây giãn cái mạch máu ra, nó gây giãn cái mạch máu ra, như vậy á, máu nó sẽ dễ lưu thông hơn là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, nó là ngăn ngừa sự hình thành của những cái mảng xơ vữa. Như vậy là gì? Nó giúp cho ngừa nhồi máu cơ tim, nó ngừa đột quỵ, các bạn hình dung không? Rồi, để nhớ cái chuyện này, các bạn nhớ lại cái con đường ở Bình Hưng Hòa ha. Nó làm cho con đường rộng ra, nó dẹp mấy cái chợ tự phát, nó làm cho máu lưu thông tốt hơn. Và cái gì? Nó ngăn ngừa những cái mảng xơ vữa. Nó giúp gì? Nó giúp phòng ngừa nhồi máu cơ tim, phòng ngừa đột quỵ. Các bạn hình dung không? Như vậy một cái lợi ích vô cùng lớn khi mà chúng ta bổ sung những cái chất mà nó tạo ra NO, các bạn đồng ý không? Thì đó chính là cái phần chính và cái phần cốt lõi của sản phẩm Nutrioxy. Rồi, các bạn có rõ cái ý Hiệp nói không? Nếu các bạn rõ thì các bạn đánh số 1 giúp Hiệp. Để Hiệp yên tâm, Hiệp nói tiếp mà. Rồi, theo thời lượng, thời khóa biểu á, thì Hiệp còn 5 phút nữa ha. 5 phút nữa, chắc là Hiệp nghĩ là Hiệp sẽ đủ thời gian để. Cảm ơn các bạn nhiều ha, nếu các bạn rõ thì rất là vui. Rồi. Như hiệp nãy hiệp nói ha, để mà chúng ta làm thế nào á tăng cái lượng nitrit oxide trong cơ thể chúng ta có ba cách ha. Thứ nhất là gì? Chúng ta ăn những cái thực phẩm nó giàu nitrit oxide là một. Thứ hai, các bạn phải tập thể dục. Các bạn phải tập thể dục hàng ngày ha. Không riêng gì bệnh tim mạch ha. Tất cả những cái bệnh lý trên đời này, cái lời khuyên mà các bạn bác sĩ dành cho các bạn đó là gì? Không có lúc nào mà không có cái chữ tập thể dục lên đây hết. Lý do vì sao? Khi mà chúng ta vận động á thì cái hệ miễn dịch chúng ta nó càng ngày nó càng tăng, nó càng. Lý do vì sao? Cái hệ miễn dịch các bạn biết là có những cái con đại thực bào ha.
nói nó hơi chuyên môn chút, nhưng mà các bạn hình dung á, đại thực bào giống như cảnh sát cơ động vậy đó, nó đi lòng vòng khắp cơ thể chúng ta, và khi bất kỳ virus hay vi khuẩn thâm nhập vào cơ thể, mấy con đại thực bào nó tiêu diệt ngay. Các bạn hình dung không? Mà bây giờ chúng ta cứ ngồi một chỗ, chúng ta không vận động, chúng ta cứ ngồi lì một chỗ, chúng ta uống trà sữa, chúng ta uống bia ha, thì sao? Mấy con đại thực bào nó không có chạy lòng vòng khắp cơ thể, nó không có bắt được mấy cái con virus, các bạn dễ bị bệnh. Các bạn hình dung không? Hệ miễn dịch của mình nó giảm đi. Các bạn đồng ý không? Chuyện thứ hai là cái gì? Các bạn không vận động thì cơ thể nó kém chuyển hóa, mỡ máu, tim mạch. Những cái bệnh đó nó sẽ xuất hiện, gan nhiễm mỡ. Mà hình dung không? Tương tự như vậy á. Để phòng ngừa bệnh tim mạch, để tăng được cái lượng nitric oxide trong cơ thể, các bạn phải vận động ha. Sau này các bạn uống cái Nutrioxy không mà các bạn không vận động, nó cũng không hiệu quả. Các bạn nhớ nha, chúng ta phải vận động. Và thứ ba là chúng ta dùng những cái thực phẩm bổ sung. Và như Hiệp nói thì sản phẩm Nutrioxy, Nutrioxy cái thành phần chính của nó là gì? Là những cái tiền chất ha, tiền chất để nó tạo ra cái NO. Các bạn đồng ý không? Thì đây là cái hình ảnh của nitric oxide các bạn, Nutrioxy. Rồi các bạn cũng thắc mắc là cái này có nguồn gốc từ đâu? Xin thưa với các bạn, có nguồn gốc từ Hoa Kỳ ha các bạn. Bây giờ chữ nhiều quá các bạn nhìn các bạn ngán, các bạn nhìn trên cái này có hình thôi. Các bạn nhìn cái này các bạn hình dung toàn bộ cái cơ chế vận hành của NutriBet Health ha. NutriBet có văn phòng đại diện tại Việt Nam ở 150 Nguyễn Cư Trinh. Bạn nào lên Sài Gòn chơi thì ghé qua chơi ha. Có một cái văn phòng tại Mỹ ha các bạn. Nó làm việc với một cái phòng thí nghiệm ở Mỹ có tên là NutriMax ha các bạn. Nó có ba cái nhà máy. Mình hợp tác với ba nhà máy là nhà máy Eagle, nhà máy Maxim, nhà máy Nevada. Và cái nhà máy sản xuất ra cái NRO có tên là US Pharma Tech ha. Nhà máy này ở bang Nevada. Cái này nói thì các bạn không biết, nhưng mà các bạn biết cái sòng bạc Las Vegas không? Sòng bạc đó trong những cái phim á, ví dụ như Điệp viên 007 rồi đó. Không, bạn biết cái sòng bạc Las Vegas. Mai mốt cái team chị Hằng mà được best seller của Robbie á, các bạn, chị Hằng sẽ dẫn các bạn đi du lịch và ghé đây thăm ha, thăm sòng bạc Las Vegas và thăm cái nhà máy này nha. Các bạn nhớ nha. Rồi. Thì nó có đầy đủ những cái chứng nhận ha, cần thiết ha. Cái này chiếu cho các bạn coi thôi chứ bây giờ không có thời gian chúng ta đi sâu vào, nhưng mà các bạn cứ hình dung là những cái nhà máy tại Mỹ ha. Thì cái chất lượng của nó chúng ta hoàn toàn yên tâm ha. Và các bạn cần bất kỳ cái giấy tờ nào thì các bạn liên lạc với các bạn NutriBet Health để các bạn, để mọi người cung cấp cho bạn tài liệu ha. Rồi, bây giờ vô cái phần chính nè, vô phần chính cái slide này quan trọng nhất nè. Như Hiệp nói, thành phần của Nutrioxy nó là gồm những cái tiền chất để nó tạo ra NO, mà hình dung không? Tiền chất của nó là cái gì? Hồi nãy Hiệp nói rồi, L-arginine nè, L-citrulline nè. Các bạn nhớ hai cái này nha, hai cái này là hai cái chính nè. Rồi ra nó có cái gì nữa? Có bột củ dền nè, có bột sơn trà nè. Mấy cái này á, nó cũng có nhiều cái tiền chất, tức là cái chất mẹ của nitric oxide, ví dụ như là L-citrulline nè, L-arginine nè, nitrat nè ha. Rồi nó có ghi ginkgo biloba, nó giúp cho tăng tuần hoàn não, nó có vitamin min B3, nó giúp cho tăng lưu lượng máu nè, nó giúp cho chống rối loạn lipid máu, mà hình dung không? Thì đây là cái nhóm thành phần thứ nhất, nó mang lại những cái công dụng này. Cái nhóm thành phần thứ hai thì nó cũng lặp lại ha. Thông qua cái việc mà nó tăng NO thì các bạn thấy gì? Nó giảm đường nè, nó giảm mỡ nè, nó giảm huyết áp nè, nó giảm cái nguy cơ mãn xơ vữa và nó ngăn ngừa bệnh tim mạch. Các bạn hình dung không? Đây là cái tác động số 2. Cái số 3 các bạn biết về cái gốc tự do và các chống chất chống oxy hóa rồi đúng không? Thì nó sẽ giúp cái gì? Nó có rất là nhiều chất chống oxy hóa ở đây. Và nó ngăn ngừa gì? Ngăn ngừa lão hóa ha. Ngăn ngừa 60 cái loại bệnh tật khác nhau trong cơ thể chúng ta. Tiếp theo, nó có sâm Hoa Kỳ, nó có kẽm ha, nó cải thiện cái sức khỏe sinh lý. Các bạn hình dung không? Cuối cùng là gì? Nó tăng cường cái miễn dịch và hỗ trợ cái đường tiêu hóa của chúng ta bằng cách nào? Nó giúp cho những cái loại rau củ quả này, nó giúp cho cái ruột của các bạn á, nó tiết ra những cái men tiêu hóa ha. Nó giúp cho hỗ trợ tiêu hóa các bạn.
rồi nó tăng cường cái sự sản sinh những cái đại thực bào, nó giúp cho tăng cường miễn dịch và giúp cho chúng ta bị bệnh tật, có hình dung không? Như vậy cái sản phẩm Nutrioxin này ngoài cái việc á, mà nó cung cấp cái NO và nó có những cái lợi ích như hồi nãy giờ Hiệp nói, khản khản cổ họng đúng không, thì nó còn những cái lợi ích khác, nó còn bốn cái lợi ích khác các bạn nhớ nha. Slide này rất là quan trọng nên Hiệp nhắc lại ha: tăng cường tuần hoàn, cải thiện sức khỏe nè, thứ hai điều hòa đường huyết huyết áp, giảm mỡ máu, phòng ngừa bệnh tim mạch ha, thứ ba chống viêm chống oxy hóa và nó sẽ ngăn ngừa lão hóa ha, thứ tư nó cải thiện sức khỏe sinh lý của nam giới ha, thứ năm nó hỗ trợ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa ha. Các bạn thấy một sản phẩm nhưng mà năm lợi ích, một sản phẩm năm lợi ích. Các bạn không cần phải uống ba gói hay năm gói mỗi ngày, các bạn chỉ cần uống một gói mỗi ngày, ba lợi, năm lợi ích trong một sản phẩm ha các bạn. Rồi à, mấy cái này minh họa lại thôi, thì Hiệp nghĩ là mình lướt qua thôi các bạn. Khi mà nào các bạn muốn tìm hiểu thêm, muốn tìm hiểu kỹ thì tham gia những cái Zoom đào tạo của Nutrihealth ha. Bây giờ chúng ta cũng sắp hết giờ rồi. Bây giờ một cái phần quà tiếp theo dành cho các bạn ha. Các bạn điền vào chỗ trống ha, chữ A và chữ B ha. Chúng ta có hai cái chữ chúng ta cần phải điền. Năm lợi ích sức khỏe của các thành phần Nutrioxy. Thứ nhất là tăng cường chấm 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 cải thiện sức khỏe. Thứ hai điều hòa đường huyết áp, giảm mỡ máu và ngăn ngừa chấm chấm chấm. Thứ ba, thứ tư và thứ năm tăng cường sức khỏe sinh lý. Chúng ta bắt đầu ạ. Dạ, bắt đầu ạ. Cho các bạn vẫn chưa có câu trả lời đúng ha. Cho các bạn coi lại chút xíu cái này ha. Rồi ha, nó phòng ngừa không chỉ đột quỵ không nha các bạn, nó còn ngăn ngừa một cái khác nữa, các bạn nhớ không? Rồi đáp án của chúng ta ha các bạn, đáp án chúng ta là bệnh tim mạch ha. Các bạn trả lời đúng không hay sai nhưng mà chưa có đầy đủ ha. Nó ngăn ngừa đột quỵ, đột quỵ là cái cục máu đó tràn trên não nè, mà nó còn ngăn ngừa cái gì, nhồi máu cơ tim nữa, các bạn hình dung không? Rồi bây giờ chúng ta qua cái phần làm là làm thế Gì nào đấy, chúng ta, đây anh nghe nè. em chưa thấy ai có tinh hoàn ra bệnh tim mạch ạ. Có bạn nào rồi phải đúng nha các bạn, hồi nãy không có bạn nào trả lời đúng cho nên câu này mình bỏ qua nha. Dạ. Rồi cách sử dụng hết các bạn, như nãy Hiệp nói đó, là chúng ta dùng cho người trên 18 tuổi. Bạn nào còn nhớ lý do vì sao mà chúng ta không dùng cho người dưới 18 tuổi không? Đánh lên cùng chat sớm Hiệp. Tại vì các bạn còn nhớ cái hình không? Nhớ cái hình không? Dưới 10. Cái lứa tuổi mà dưới 20 tuổi á, thì cái lượng nitrit oxide trong người chúng ta nó rất là nhiều, chúng ta không cần bổ sung. Chúng ta dùng một gói mỗi ngày ha các bạn. Các bạn pha với 300 300 ml nước lạnh, khuấy đều sau đó uống hết một lần. Bạn nào chơi thể thao á, các bạn uống trước 1 tiếng hay là 1 tiếng rưỡi ha. Thì sau khi chơi thể thao các bạn sẽ không bị đau cơ nè. Rồi nó giúp cho tăng cường cái hoạt động của cơ bắp, cơ bắp chúng ta săn chắc hơn. Thì nói cho các bạn biết cái thông tin ngoài lề thôi, thì trước khi sản phẩm Nutrioxy về Việt Nam các bạn biết người ta cũng nhiều dùng rất là nhiều cái sản phẩm là L-arginine này ha, Kêu vậy L-arginine. ai chị đi bắt đạn mấy thì nhà đó mà tả khỏi sử hoài. Dạ bác muốn hỏi gì cháu ạ? À?
Khi nghèo và tá hỏi sỉ. Rồi. À, bất kỳ cái gì trên đời cũng có những cái tác dụng không mong muốn ha các bạn. Thì các bạn ra nhà thuốc, các bạn mua bất kỳ sản phẩm nào, các bạn cũng thấy mấy có những cái tác dụng phụ ha, nó có thể ảnh hưởng trên đường tiêu hóa, ví dụ như là tiêu chảy buồn nôn các bạn, hồi hộp nhức đầu. Thì đây là những cái tác dụng không mong muốn các bạn có thể gặp ha, và nó sẽ thường nó mất sau 30 đến 45 phút ha. Rồi thận trọng ha, bạn nào mà có huyết áp thấp ha, huyết áp thấp có nghĩa là gì các bạn? 90 trên 60 ha, dưới 90 trên 60 là huyết áp thấp ha. Huyết áp thấp thì bạn các bạn sử dụng nửa gói thôi ha. Bạn sử dụng nửa gói thôi. Người nào có bệnh xơ gan thì chúng ta nên tránh ha. Các bạn nào đau nửa đầu cũng nên tránh. Hoặc là chúng ta dùng cái liều liều nhỏ ha, nửa gói thôi. Rồi. Cái này các bạn quan tâm nè, USP sản phẩm ha, Unique Selling Point. Cái gì chúng ta có mà đối thủ cạnh tranh không có ha các bạn. Thứ nhất là cái gì? Năm trong một, năm hai, năm cái lợi ích sức khỏe. Các bạn không phải dùng ba bốn loại khác nhau tốn tiền ha, mà cái lợi ích nó thậm chí còn ít hơn cái Nutri Oxy ha các bạn. Năm lợi ích cho sức khỏe này. Thứ hai các bạn biết á, cái công nghệ NO, công trình về NO nó đạt giải Nobel y học vào năm 1998 và nhớ không? Đây là chuyện thứ hai. Chuyện thứ ba là các bạn này sản xuất tại Hoa Kỳ á, sản phẩm sản xuất tại Hoa Kỳ rất là uy tín. Bạn nào thử rồi á thì vị trái cây dễ uống, có mùi sâm, mùi Việt Quất ha. Đương nhiên cũng có một số một một hai phần trăm các bạn không thích cái mùi, nhưng mà đa số đông người ta thích ha, có vị sâm. Cuối cùng á là hấp thu rất là nhanh và nó tác dụng rất là nhanh. Bạn nào đã thử qua thì các bạn biết ha, đây là những cái unique selling point USB của sản phẩm ha. Các bạn có thể chụp lại màn hình hay để các bạn biết được. Slide này quan trọng đối với các bạn bên sale đúng không? Rồi. Đây là năm cái lợi ích sản phẩm. Chúng ta cùng nhau nhìn lại một lần nữa ha. Năm cái lợi ích sản phẩm. Tăng cường tuần hoàn ha, phòng ngừa bệnh tim mạch ha, ngăn ngừa lão hóa, cải thiện sinh lý và hỗ trợ miễn dịch và tiêu hóa ha. Năm cái lợi ích của sản phẩm. Rồi nếu các bạn không nhớ gì, nếu các bạn hồi nãy gì Hiệp nói nghe chán quá các bạn không nhớ gì, thì các bạn nhớ cái hình này là cũng đủ rồi ha. Nutri-Oxy, có nutri có nghĩa là dinh dưỡng, oxy có nghĩa là oxy, NO nghĩa là nitric oxide nó giúp gì? Nó giúp mang chất dinh dưỡng, nó giúp mang oxy để các cái tế bào nhờ cái nitric oxide, mà qua đó nó còn phòng ngừa những cái bệnh lý về tim mạch. Các bạn hình dung không? Nutri oxy nó mang dinh dưỡng, nó mang oxy đến các cơ quan nhờ tác động của nitric oxide, giúp cho máu lưu thông ha. Qua đó còn ngăn ngừa những cái bệnh tim mạch như là đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Và nó ứng dụng gì? Nó ứng dụng cái công trình khoa học đã đoạt giải Nobel vào năm 1998. Và cũng rất là ngẫu nhiên ha các bạn, cái giải Nobel thì cái chữ đầu tiên cũng là cái gì? NO. Và hình dung không? Nhưng mà các bạn chỉ cần nhớ slide này, các bạn liên tưởng tới cái sản phẩm Nutri-Oxy. Còn nếu các bạn có thể, các bạn quên thì các bạn có thể xem lại ha. Rồi slide cuối cùng. Các bạn còn nhớ ngày 21 tháng 8 trên thế giới cũng như tại Việt Nam của chúng ta có cái sự kiện gì đặc biệt không ạ? Rồi thì cũng hết giờ rồi, không dám tốn thời gian của các bạn ha. Cầu thủ Ronaldo ha, lập cái kênh YouTube vào 8 giờ tối ha các bạn. Tới giờ này là ảnh đã đạt cái con số kỷ lục là hơn 50 triệu subscriber rồi, tức là ảnh đạt cái gì, cái nút Ruby rồi đúng không các bạn? Rất là khủng ha. Nutri-Oxy lên kệ trước đó 2 tiếng đồng hồ là lúc là 6 giờ tối nha các bạn, cho nên đừng có nói là mình ăn theo Ronaldo hết, mình lên kệ trước Ronaldo nha. Rồi Ronaldo đã lập một cái kỷ lục như thế này ha, và cùng với nhau thì hy vọng là chúng ta cũng sẽ làm một cái kỷ lục nào đó cho Nutrioxy ha, và rất nhờ vào sự ủng hộ của các bạn ha. Vì đại diện Nutribet Health, cố vấn chuyên môn ha, thì cảm ơn Hằng một lần nữa đã cho anh có cái cơ hội chia sẻ với các bạn những cái thông tin ngày hôm nay. Hiệp chúc các bạn và người thân ha dồi dào sức khỏe.
thành đạt trong kinh doanh cũng như là hạnh phúc trong cái cuộc sống. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Dạ, em cảm ơn Hiệp rất là nhiều ạ. Em nhờ các anh chị thả cho em chầm bông, chầm hoa, chầm tim để cảm ơn Hiệp sáng ngày hôm nay đã chia sẻ cho mình những cái thông tin kiến thức vô cùng là tuyệt vời ạ. À, phần kế tiếp ạ, là em sẽ xin mời một mentor vô cùng là tuyệt vời, đó là mentor chính sao hàng phàm ạ. À, sáng nay chị sẽ chia sẻ cho các anh chị biết cách để mình định hướng cũng như là mình á kinh doanh cái dòng sản phẩm của Nutrioxy như thế nào để hiệu quả nhất ạ. Thì em cũng nhờ các anh chị thả giúp em những chầm bông, chầm hoa, chầm tim để mentor của mình có thể xuất hiện ạ. Dạ. Em chưa thấy phòng dung của mình nóng lắm ạ. À, rồi ok ạ. Rồi em xin mời chị Hằng ạ. Rồi, ok, xin chào tất cả các anh chị có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay ha. Em xin gửi lời cảm ơn đến anh dược sĩ Vĩnh Hiệp, đại diện cho nhà Nutribest đã hỗ trợ cho tất cả chúng ta buổi Zoom ngày hôm nay. Cảm ơn anh rất là nhiều. Bài học ngày hôm nay các anh chị thấy sao ạ? Rất là dễ hiểu đúng không ạ? Thực sự là từ đó nhờ Hằng học rất là nhiều chương trình đào tạo của các nhà cung cấp các anh chị, nhưng mà mỗi lần vô là cái lỗ tai Hằng nó lùng bùng lắm. Hằng á, là Hằng không bao giờ, Hằng là chuyên ngành của Hằng là mỹ phẩm, cho nên Hằng và bảo Hằng học dinh dưỡng là cái kiểu là Hằng sẽ không bao giờ Hằng tiếp thu được. Thề với mọi người luôn là Hằng học là kiểu như là Hằng học xong rồi Hằng cũng sẽ cỡ khoảng tầm chưa được 30 phút, chưa được 15 phút là Hằng sẽ ngáp ngáp rồi các anh chị. Biết các anh chị có giống vậy không? Nhưng mà ngày hôm nay á các anh chị, đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Đó là anh Vĩnh Hiệp chia sẻ rất là dễ hiểu, rất là đơn giản. Nhiều khi mình không có cần phải nói quá chuyên môn làm gì cả các anh chị. Tại vì thực sự ra là ngày xưa khi mà Hằng bán hàng á, thì khi mà mình càng nói nhiều về chuyên môn, thành phần này kia á, thì lại không bán được hàng. Cho nên là nếu mà các anh chị biết ít á, thì các anh chị sẽ bán được nhiều hàng. Còn các anh chị biết nhiều quá, các anh chị sẽ không bán được hàng. Đó là kinh nghiệm mà gọi là xương máu của Hằng luôn. Cho nên thành ra là các anh chị chỉ cần là nắm những cái cơ bản giống như nãy, lúc nãy là dược sĩ có chia sẻ với mình đúng không ạ, là mình chỉ cần nắm những cái điểm mà mấu chốt thôi, là tại sao lại có cái NO và NO đấy nó là như thế nào, rồi sau đó là mình sẽ đi vào cái phần là USP chính, là cái sản phẩm này nó sẽ hỗ trợ cho khách hàng sau khi uống nó có vấn đề gì. Thực ra là hiện tại thì sản phẩm Nutrioxy cũng mới lên kệ thôi, cho nên là các anh chị mình sẽ các nhà cung cấp họ cũng chưa có cái gọi là cái bộ mà tư vấn bán hàng ngắn trong vòng 15 phút. Thì mai mốt á, Hằng sẽ ngồi lại cùng với nhà cung cấp thì có thể làm cho các anh chị một cái đoạn gọi là cái kịch bản tư vấn rất là ngắn gọn. Thì trong những cái buổi đào tạo sau thì Hằng sẽ chia sẻ cho các anh chị ha. Thực ra là cái sản phẩm oxy với các anh chị trước đây thì cũng đã lên kệ Robby rồi, nhưng các anh chị biết là có rất là nhiều anh chị mới gần đây thì chưa biết tiếp cận với oxy, nhưng mà sau này mãi một thời gian các anh chị sẽ thấy là oxy vừa rồi đã quay trở lại, bởi vì chúng ta cần có một cái khoảng thời gian để chúng ta nâng cấp cái chất lượng của sản phẩm hơn, thay đổi những cái điểm về bao bì, mẫu mã và thương hiệu này kia, thì chúng ta sẽ có được những cái chất sản phẩm nó chất lượng hơn. Thì các anh chị sẽ thấy là cái sản phẩm của Nutrioxy của nhà Nutribest Health á thì là cải tiến hơn về cái chất lượng ở bên trong. Thứ hai là cái nguồn gốc xuất xứ là đến từ nhà máy sản xuất tại Mỹ. Cho nên các anh chị sẽ thấy là cái chất lượng và cái nguồn gốc xuất xứ nó là cái sự đã khiến cho mình rất là an tâm rồi. Lúc nãy thì anh có thấy một cái chứng nhận anh Hiệp lướt qua rất là nhanh, mà thấy là có cái USDA là organic các anh chị. Đó là do tại sao khi mà các anh chị uống cái sản phẩm này, các anh chị thấy á, là nó có hơi lợn cợn, nó giống như cái việc là các anh chị lấy cái bột đông gọi là cái bột trái cây á. Các anh chị sẽ thấy nó có màu tím đúng không? Dành cho những anh chị nào chưa uống thì đây hàng sẽ mở cho các anh chị xem cái hộp của nó như thế này các anh chị. Nó sẽ có 30 gói. Một trong này nó sẽ có 30 gói nhỏ ở trong ba cái túi. Một cái túi như thế này thì nó sẽ có 10 gói nhỏ để mà các anh chị có thể dễ dàng mang đi bất kỳ nơi đâu. Và cái sản phẩm này thì nó thật là nó thứ nhất là cái nồng độ cái hàm lượng về cái thành phần dinh dưỡng và cái chất lượng ở bên trong nó rất là cái độ chống oxy hóa nó rất là cao. Cho nên các anh chị sẽ thấy là nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều so với những cái sản phẩm oxy trước đây. Và Hằng nói thật là ngày xưa á, là Hằng có thể một ngày Hằng uống một gói hai gói được luôn. Nhưng mà bây giờ á, với cái sản phẩm của Nutrioxy các anh chị thì một gói như thế này nè các anh chị, Hằng chia làm hai và Hằng chỉ những cái ngày đầu tiên về á là Hằng chỉ dám uống 1/3 thôi các anh chị. Trời ơi, nó đỏ hết cả người của Hằng như một con tôm luộc luôn các anh chị.
và nó nóng ran, nó ngứa hết cả người. Ê, cơ bản là cái huyết áp của Hằng nó cũng hơi hơi kiểu là dạng nó có thể là nó đi xuống là dưới 90 luôn các anh chị, à, trên 90 nhưng mà chút xíu thôi, nên khả năng là Hằng sẽ bị huyết áp thấp. Và Hằng cũng có cái dấu hiệu là kiểu là đã từng bị một cái vấn đề là bị gọi là đau đau nửa đầu và bị mũi dị ứng thời tiết các anh chị, là cứ mỗi lần mà trời mưa là Hằng sẽ bị mà đau nửa đầu rất là nhiều. À, nhưng bây giờ thì hết rồi, nhưng mà kiểu là mình cũng rất là dè chừng, mình uống một phần ba thôi. Thì khi mình uống một phần ba là nó thực sự là nó đã rất hiệu quả luôn rồi các anh chị, nó rất hiệu quả luôn rồi. Uống vào trong người của mình xong là mình cảm thấy người mình nó kiểu nó năng lượng một cách nó khác lắm. Có nhiều anh chị nói với Hằng là khi mà trải nghiệm cái sản phẩm này á thì không có cảm thấy tỉnh táo này kia, nhưng mà giống như những cái sản phẩm cũ, nhưng mà thực ra là cái sản phẩm này á nó không có cái chất gọi là giống như là cà phê in đấy các anh chị, nó không có chất cà phê in, cho nên thành ra khi mình uống vào nó không có giúp cho mình gọi là tỉnh theo kiểu tỉnh ảo, à, mà nó sẽ là kiểu dạng nó sẽ giúp cho mình thực sự là nó có cái năng lượng đến từ những cái thành phần tốt cho sức khỏe. Nên khi mình uống vào mình sẽ cảm thấy nó không phải là kiểu là uống vào là tỉnh ngủ đâu các anh chị nha, nhưng mà uống vào mình sẽ cảm thấy rất là năng lượng. À, khi mà các anh chị bình thường các anh chị hoạt động các anh chị sẽ không thấy rõ đâu, nhưng mà khi mà các anh chị đi tập thể dục á, à, thì các anh chị sẽ thấy là cái người mình nó kiểu nó rất là tràn đầy năng lượng luôn. Hằng thường Hằng uống vào buổi sáng, nếu mà các anh chị gọi là kiểu là lần đầu uống á thì nên uống vào lúc kiểu là mình sau sau ăn thì nó sẽ đỡ cái biểu hiện nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà anh chị uống quen rồi á thì ví dụ như là trước khi ăn sáng hoặc là trước khi ăn 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 tối hoặc là ăn chiều ăn trưa gì đó thì các anh chị sẽ có thể làm một một phần hai gói thôi. À, nếu mà anh chị là gọi là lần đầu sử dụng thì mình nên sử dụng 1 phần 3 hoặc 1 phần 2 gói. Đặc biệt là những người có những cái bệnh lý nền, à, đúng không? Thì mình nên sử dụng ít thôi. Tại vì cái sản phẩm này cái hàm lượng và cái độ mạnh của nó khá là cao. Nên là lúc nãy thì dược sĩ chia sẻ bị hơi 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 trễ giờ xíu. Cho nên thành ra là em không cho anh chị thấy được. Nhưng mà trên người anh chị thấy là trên người em cũng vẫn còn những cái nốt đỏ đúng không? Không có thấy rõ, à, trên tay hoặc là trên người lúc nãy là nó rất là đỏ luôn. Đó, mọi người thấy không? Nó đỏ hơn so với cái mặt của mình. Đấy, mọi người thấy không? Là nó đỏ hết, tại vì khi mà mình uống vào á là mình bị vấn đề ở đâu á thì nó đã đỏ ở cái khu vực đó và nó sẽ đau ở khu vực đó luôn. Ví dụ như Hằng cho em gái của Hằng uống thử á thì nó cũng đỏ nhưng mà nó không có đỏ hết cái cả người giống như Hằng, nhưng mà nó sẽ đỏ ở một số khu vực khác chỗ của Hằng, và em gái của Hằng uống vào thì bị đau 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 dạ dày và kiểu bị rất là khó chịu ở cái khu vực dạ dày, nhưng mà nó chỉ 10 phút thôi, nó chỉ có 10 phút thôi các anh chị, và nó sẽ hết cái triệu chứng đó. Tức là nó sẽ cho mình thấy cái biểu hiện rằng là cơ thể mình đang có vấn đề ở chỗ nào, cái chỗ nào của mình nó đang có kiểu là nó đang thiếu cái NO đúng không, thiếu cái oxy. Thì có thể là hôm sau á là sẽ thêm một buổi nữa nhờ dược sĩ sẽ chia sẻ kỹ hơn về cái cơ chế của Nutri Oxy, khi mà nó đưa vào cơ thể của mình thì tại sao nó lại đỏ và nó lại ngứa và nó lại khó chịu, nó lại đau ở một số vùng. Thì như Hằng á thì Hằng bị ở những cái khuỷu tay khuỷu chân các anh chị, là bởi vì Hằng cái khớp của Hằng rất là yếu, nên khi mà Hằng sử dụng cái sản phẩm này á là nó sẽ đỏ ngay chỗ cái vùng cái đầu gối tay và cùi chỏ tay á các anh chị và đầu gối chân á, thì sẽ thấy là nó đỏ lên luôn rõ ràng so với những cái khu vực chỗ khác. Và đặc biệt là cái vùng ở cái phía cổ của mình á, gọi là phía cổ, phía sau lưng cổ của mình hoặc phía trước nè, là nó sẽ đỏ rừng hết lên, và đặc biệt là hai cái lỗ tai này các anh chị, đó các anh chị thấy không, nó vẫn còn rất là đỏ này đó. Thì là các anh chị sẽ thấy là Hằng là một cái người mà bị kiểu đau gọi là bị tắc, gọi là bị cứng cơ ở cái chỗ này nè các anh chị, tại do Hằng ngồi máy tính nhiều á và Hằng tập thể dục á nên là nó sẽ bị cứng cái cổ chỗ này, và khi mà mình uống cái này vào thì nó sẽ đẩy hết toàn bộ những cái gọi là nó đẩy những cái việc là thông tắc cái khu vực này, nên thành ra nó đỏ rất là đỏ và ngứa ở cái chỗ này luôn các anh chị. À, thì uống xong mình cảm thấy cái người mình nó rất là nhẹ và nó rất là khỏe. À, nên là các anh chị nếu mà một lần mà các anh chị đây là một cái sản phẩm mà Hằng phải nói với anh chị luôn, đó là một cái sản phẩm nó có cái biểu hiện ngay lập tức để các anh chị có thể làm điểm tư vấn chốt sale. Nó sẽ là một cái điểm USP rất là mạnh mẽ để các anh chị dễ dàng, các anh chị có thể là gọi là diện chẩn và nhận biết được cái người khách hàng của các anh chị á, chỉ cần cho họ sử dụng 1 phần 3 hoặc 1 phần 2 gói thôi, à, pha loãng nước ra là các anh chị uống nó rất là dễ. Và
nó sẽ các anh chị sẽ cảm nhận là nó có những cái hương vị của trái cây nhiều hơn là không phải là những cái sản phẩm hóa học các anh chị ha. Nó sẽ có hương vị trái cây giống như bột đông khô trái cây, và trước đây Hằng đã từng uống những cái sản phẩm giống như vậy rồi thì là nó cũng có cái vị lợn cợn giống như vậy các anh chị. À, và những cái sản phẩm nó thường là nó đến từ những cái sản phẩm là bột trái cây đông khô, và nó là có thành những cái thành phần của nó là organic các anh chị, và được chứng nhận của Mỹ luôn, cho nên các anh chị hoàn toàn tin tưởng và an tâm khi sử dụng sản phẩm này. Và đặc biệt nhất là khi mà cái gói nhỏ như này nè, các anh chị có thể là mình lấy một cái gói như thế này, mình có thể là pha loãng ra, sau đó mình đưa cho mình lắc lên rồi mình cho cái người khách hàng của mình uống, thì khi mà khách hàng uống chỉ cần khoảng tầm 10 15 phút sau thôi là ngay lập tức là cái cơ thể của họ sẽ có những cái phản ứng ngay từ lần đầu tiên. Thì đó ở chỗ nào hoặc là bị vấn đề đau ở chỗ nào là mình sẽ có thể đoán, dự đoán được nó chính xác đến 80% là họ đang có dấu hiệu, có nguy cơ, có vấn đề ở cái khu vực bộ phận đó, thì các anh chị sẽ dễ dàng, các anh chị sẽ bán được cái sản phẩm này. À, và rõ ràng là cái sản phẩm này về lâu về dài là các anh chị biết ha, là cái nguy cơ về vấn đề về tim mạch đột quỵ đúng không, những cái bệnh lý nền đó và khả năng là bị đột quỵ khá là cao. Và các anh chị biết là vừa rồi thì Hằng cũng đọc thấy một cái thông tin nhưng mà không biết có đúng không, nhưng mà đại loại là sau dịch Covid các anh chị thì cái khả năng mà kiểu là đông máu và cũng như là khả năng gọi là bị những cái vấn đề về đau đầu hoặc là những cái vấn đề về bị tắc nghẽn mạch máu đó, nó sẽ cao hơn. Hằng không biết cần đọc cái tin này có đúng không, nhưng mà quanh Hằng khá là nhiều ông bà cô chú anh chị là đang nằm trong cái vấn đề về dạo gần đây, trong một năm gần đây các anh chị là gặp rất là nhiều vấn đề về đông máu và gọi là xơ vữa, mảng xơ vữa giống như lúc nãy dược sĩ có nói. Thế nên là cái khả năng đột quỵ rất là tai biến rất là cao, đặc biệt là ông bà bố mẹ của mình. Đây là cũng cái sản phẩm không thể thiếu các anh chị ha, không thể thiếu luôn. Thì nếu mà các anh chị mình là có cái sản phẩm này thì mình sẽ dễ dàng để mình có thể là hỗ trợ cho cái khách hàng của mình cũng như là người thân của mình. Và đặc biệt là chia sẻ với các anh chị luôn nha, nếu như bản thân các anh chị không có sử dụng sản phẩm này, không trải nghiệm sản phẩm này cho chính mình và gia đình của mình thì tốt nhất là đừng đi bán ha. Hằng 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 nói thẳng luôn các anh chị luôn, tại vì nó có những cái điểm rất là đặc biệt và nó không giống những cái sản phẩm khác. À, giống như sâm các anh chị có thể là bán những người mất ngủ thôi, còn nhiều khi mình uống vô mình không cảm nhận gì hết, nhưng riêng cái sản phẩm này thì tầm độ khoảng tầm hơn 25 tuổi trở lên là đã cảm nhận rất rõ. Em gái Hằng của Hằng là 25 tuổi là uống mà đã thấy có rất là nhiều cái vấn đề luôn. À, nên là chỉ cần ở 25 tuổi trở lên đã uống này đã thấy có những cái biểu hiện ra rồi và mình có thể dự đoán được. À, nên là thành ra là cái việc bổ sung oxy là như dược sĩ nói là rất là quan trọng. À, nếu như mà anh chị mình không có sử dụng sản phẩm này thì tốt nhất là các anh chị không nên bán, bởi vì khi mà khách hàng người ta về người ta uống, các anh chị không hướng dẫn đúng thì người ta sẽ có rất là nhiều cái vấn đề. Được chưa? Nó có rất là nhiều cái vấn đề, nó ngay từ cái lần đầu tiên, ngay từ lần đầu tiên như ba của Hằng á, lần đầu tiên ba Hằng uống Hằng đã dặn rất kỹ rồi là phải mở ra, phải khi nào uống á, là phải nói con để mà con hướng dẫn cho cái cách uống, nhưng mà ba quên các anh chị, xong rồi ba tự lái ba uống xong rồi bị đỏ, bị nổi, xong nổi da gà các kiểu, xong rồi kiểu hơi lạnh 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 người, cái tưởng đâu là bị dị ứng đó, xong rồi là hốt hoảng các kiểu gọi cho Hằng bảo là trời ơi, có phải vô bệnh viện không con, xong rồi không 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 là sao uống mà không không hỏi con đó, thì nó sẽ có một những cái trường hợp như vậy. Thì các anh chị cần phải theo dõi khách hàng ngay khi mà hướng dẫn, khi họ sử dụng những cái lần đầu tiên nó rất quan trọng đúng không ạ. Nên là nhưng mà cái sản phẩm này chắc chắn chỉ cần uống một hộp thôi là các anh chị sẽ thấy cái hiệu quả của nó sẽ khác biệt hoàn toàn, đặc biệt với những người hay mệt mỏi, hay uể oải, hay bị kiểu đau đầu, kiểu cơ thể của mình có vẻ là thiếu máu lên não hoặc là khó thở hoặc là bị những vấn đề về mỡ máu này kia, là chắc chắn các anh chị sẽ sử dụng sản phẩm này rất là hiệu quả, được chưa? Và để cho các anh chị có một cái chương trình mà hiệu quả nhất trong cái tháng này á, thì là Hằng cũng có trao đổi với lại bên chỗ nhà cung cấp, thì bản thân Hằng cũng như là mentor Hoàng Vũ sẽ đứng ra để mà tài trợ cho các anh chị. Chương trình này thì NutriOxy thì sẽ không có khuyến mãi các anh chị ha, NutriOxy sẽ không có khuyến mãi, nhà NutriBase sẽ không có khuyến mãi, không có ưu đãi vì sản phẩm này nó quá là tốt rồi, và chắc chắn là thời gian tới cũng sẽ không có nhiều chương trình ưu đãi của các sản phẩm khác luôn. Nhưng mà riêng Hằng, cá nhân của Hằng và mentor Hoàng Vũ rất là muốn các anh chị ở đây, nhà mình phải gọi là có một lần, ít nhất một lần trong cuộc đời các anh chị phải sử dụng cái sản phẩm này để các anh chị thấy được cái sự nó khác biệt hoàn toàn so với những sản phẩm khác trên thị trường các anh chị.
thậm chí là trên kệ Robby luôn. Cho nên nếu như anh chị mình không sử dụng thì nó thực sự là một cái sự thiếu sót của các anh chị, một cái sự gọi là bỏ qua một cái sản phẩm cực kỳ hay ha. Nên là Hằng có đưa ra một cái chương trình, Hằng có đưa ra một cái chương trình và bản đích thân Hằng và Mentor Hoàng Vũ sẽ tài trợ cho cái chương trình này luôn. Đó là khi mà các anh chị sở hữu trong ngày hôm nay thôi các anh chị nhá, một cái hộp Nutriosi này để bản thân gia đình của mình có thể trải nghiệm được, thì gì các anh chị là các anh chị sẽ được những cái quyền lợi như sau. Thứ nhất là các anh chị mình sẽ có một cái được tặng thêm một cái hộp Centravi các anh chị nha. Các anh chị sẽ được tặng thêm một hộp Centravi 30 viên, được chưa các anh chị? Nếu như các anh chị có một cái đơn hàng đến từ là Nutri-Oxy thì các anh chị mình sẽ có được một cái hộp để Hằng có thể share các anh chị. Đây. Các anh chị thấy cái bảng trắng của Hằng chưa ạ? Rồi. Thì Hằng sẽ cho các anh chị một số cái quyền lợi nếu như mà các anh chị mình tham gia kinh doanh cùng với lại sản phẩm này, bởi vì Hằng thấy đây là sản phẩm chắc chắn nó sẽ là sản phẩm siêu hot và siêu dễ bán các anh chị. Nếu mà các anh chị mà mình sử dụng gọi là mình đặt một cái hộp là Nutrioxy đúng không ạ? Để mà các anh chị có thể trải nghiệm gia đình của mình, thì thứ nhất là các anh chị mình sẽ được tặng ngay một lập tức một cái Centravi các anh chị ha. Centravi là 30 viên. Thì cái chương trình này chỉ dành cho ngày hôm nay và chỉ dành cho đối tác là kinh doanh là trong cái nhóm của Hằng thôi, được chưa các anh chị? Nên là nếu như mà các anh chị mình làm, nếu mà các anh chị mình đây ha, ok cái phần viết ở đây rồi các anh chị, ok ha. Rồi nếu như mà các anh chị mình là là có một cái đơn hàng Nutrioxy trong ngày, chỉ trong ngày hôm nay thôi các anh chị ha, thì các anh chị sẽ được tặng ngay một cái Centravi là 30 viên, được chưa? Centravi là 30 viên, cái này là do chính Hằng tài trợ các anh chị ha. Thứ hai là, ủa anh chị nào vẽ lên màn hình vậy ta? Để hàng xóa cái này xíu. Rồi, thôi kệ đi. Các anh chị đừng có vẽ lên màn hình giúp hàng nha. Cái này nó hơi khó điều khiển xíu. Rồi, thứ hai các anh chị sẽ được tham gia vào group Zalo hỗ trợ các anh chị ha. Group hỗ trợ. Thì cái chương trình hỗ trợ này nó sẽ đến từ nhà cung cấp Nutribest và có kết hợp với mentor Hằng Phạm và Hoàng Vũ, thì sẽ hỗ trợ cho các anh chị là làm offline, được chưa? Chúng ta sẽ có những cái chương trình offline tại cái khu vực tỉnh của mình, và hiện tại thì chúng ta cũng sẽ có những cái chương trình hỗ trợ để mà nhà cung cấp và cũng như là bản thân Hằng có thể là về support cho các anh chị ở khu vực của các anh chị. Thì nếu như anh chị mình tham gia, mình có một cái hộp Centravi trong ngày hôm nay, thì các anh chị mình sẽ được tham gia vào cái group Zalo đó, thì có những cái chương trình offline ở khắp các tỉnh thì Hằng sẽ nhắn vào trong group đó để các anh chị mình có thể tận dụng, mình mời khách đến chương trình, được chưa? Và cái thứ ba đó là các anh chị làm chương trình này, sản phẩm này mình làm offline nó rất là hiệu quả, bởi vì là đa phần là những cái sản phẩm mà nó có biểu hiện ngay tại chỗ thì mình cho khách hàng, nên cho khách hàng trải nghiệm. Và những cái chương trình offline này thì thường sẽ được nhà cung cấp tài trợ những cái sản phẩm mẫu thử trải nghiệm miễn phí cho khách hàng, nên là các anh chị mình đăng ký thì mình sẽ vào trong group Zalo. Group Zalo thì chắc là Hằng nhờ Lan sẽ gửi cái group Zalo mà Hằng vừa tạo lúc nãy, thì sẽ gửi lên cho mọi người là group Zalo riêng của nhóm mình thôi để mình có thể support. Nhưng mà anh chị nào mà mình có đơn hàng thì anh chị hãy vào nha, tại vì cái group này chỉ dành cho những anh chị nào mà thực chiến. Tại Hằng nói rồi, nếu không có đơn hàng, nếu không có sử dụng thử, các anh chị sẽ không bán được sản phẩm này, và không nên bán luôn. Anh Hằng nói các anh chị không nên bán luôn. Nhưng mà nếu mà một khi mà đã bán rồi thì các anh chị sẽ bị kiểu là sẽ bị ghiền á. Tại vì sản phẩm này nó rất là dễ bán, được chưa? Nó sẽ có kịch bản bán hàng cho anh chị luôn. Rồi cái thứ ba đó là các anh chị sẽ được là gì? Là tham gia vào cái tháng 9 các anh chị. Tháng 9 các anh chị sẽ có một cái hai cái chương trình. Chương trình thứ nhất đó là chương trình về là gì? Là miễn phí nền tảng 599k dành cho các anh chị là đối tác mới tham gia trong vòng 90 60 ngày đầu tiên. Tức là những anh chị nào mới tham gia 2 tháng gần đây thì anh chị sẽ được là gì, là miễn phí phí nền tảng, với điều kiện là anh chị sẽ đạt được cái doanh số là 7 triệu 4 đúng không ạ? 7 triệu 4 thì chúng ta sẽ có một cái ưu đãi như vậy ha, dành cho tháng 9, dành cho những anh chị đối tác mới trong 60 ngày thôi, anh chị sẽ được hoàn 599k, nó tương đương là 3 triệu boy thôi các anh chị. Tương đương 3 triệu boy khi đạt doanh số là khoảng tầm 3 triệu boy. Được chưa? 3 triệu boy các anh chị ha. Nó rất là đơn giản với lại người mới đúng không ạ? Rồi, thứ tư đó là các anh chị mình sẽ thêm một cái nữa là các anh chị mình sẽ được, cái này là cấp thêm ha. Tức là các anh chị mình sẽ được là tham gia vào khóa Newbie Pro, tức là Newbie Pro các anh chị.
cái bảng trắng này sao nó khó điều khiển vậy ta? Đó rồi, mất cái file của Hằng rồi. Ai có ai xóa không vậy? Thề luôn á, cái bảng trắng này khó sử dụng quá. Rồi ok, Hằng sẽ nói luôn với các anh chị luôn á là cái sản phẩm, cái hỗ trợ tiếp theo đó là Hằng sẽ có một cái hoạt động là sẽ tham gia vào cái lớp cho các anh chị tham gia vào lớp Newbie Pro. Thì trong cái lớp Newbie Pro này nó sẽ có những cái hỗ trợ về thưởng nếu mà các anh chị đạt 6 triệu boy cùng với lại là NutriOxy thì các anh chị mình sẽ được thưởng thêm nữa, thưởng thêm nữa các anh chị nha. Thì dành cho những anh chị mà gọi là trên 60 ngày, được chưa? Tức là đã trở thành đối tác quá 2 tháng rồi anh chị cũ đó, thì mình sẽ nhận được cái chương trình thưởng Newbie Pro, là các anh chị chạy Newbie Pro lại từ đầu với NutriOxy các anh chị ha. Trước đây các anh chị đậu Newbie Pro rồi nhưng mà chúng ta sẽ chạy lại Newbie Pro cùng với NutriOxy. Nên là ngày hôm nay các anh chị giúp cho Hằng ha, là mình sẽ có một cái đơn hàng. Thì Hằng nói thẳng luôn, đây là cái đơn hàng trải nghiệm. Nói thẳng cho các anh chị hiểu như vậy, bởi vì cái sản phẩm này nó phải là cái sự trải nghiệm. Thứ nhất là cho chính bản thân của các anh chị trải nghiệm. Thứ hai là cho gia đình của các anh chị thử sử dụng thử để mình có thêm nhiều feedback. Thứ ba đó là chúng ta sẽ lấy một cái gói này để mình có thể là đi làm cái sản phẩm là công cụ đi bán hàng luôn, được chưa? Là nó sẽ là đi vào cái khóa tiếp theo là khóa tháng 9, thì chúng ta sẽ bắt đầu chạy doanh số và chúng ta sẽ dùng cái công cụ, chính cái công cụ này là công cụ bán hàng của mình để mình đi làm, mình đi hỗ trợ, mình đi training hoặc là mình đi làm offline hoặc là mình sẽ làm những cái chương trình là livestream, được chưa? Sẽ có chương trình huấn luyện cho các anh chị hết để các anh chị hoàn thành doanh số Newbie Pro ở trong cái tháng 9 với nhà NutriOxy thôi các anh chị ha. Các anh chị sẽ được thưởng thêm nữa. Thì chương trình thưởng sẽ tháng 9 sẽ công bố. Tuy nhiên đó là Hằng cũng muốn chia sẻ với các anh chị trước đó là nếu như mà anh chị mình tham gia vào cái group này thì Hằng nói luôn là sẽ có những cái chương trình hỗ trợ đặc biệt dành riêng cho những anh chị đối tác nào mà nằm trong cái team của Hằng. Chỉ trong team của Hằng các anh chị không share cái này ra ngoài nha. Bởi vì nếu các anh chị share ra ngoài á các anh chị sẽ nó sẽ hơi bị nó sẽ hơi bị gọi là ganh tị một chút xíu, bởi vì cái này nó là cái chương trình dành đặc biệt riêng dành cho chỉ có trong cái team của Hằng Phạm thôi. Nên là anh chị cái này là chi phí này là Hằng do Hằng chính đích thân Hằng tài trợ. Cho nên thành ra là nếu mà anh chị mình không có cái đừng có share ra ngoài các anh chị ha. Đây Hằng share cho các anh chị cái chương trình vào tháng 9 này. Các anh chị share mình tháng 9 ha. Đây. Chương trình tháng 9 này các anh chị. Đây. Thì đây là chương trình của toàn công ty mình, là sẽ hoàn phí nền tảng 599k dành cho những anh chị nào đạt được 7 triệu tư doanh số trong 60 ngày đầu tiên kích hoạt, nó sẽ áp dụng vào ngày 1 tháng 9, chỉ hoàn một lần duy nhất cho chương trình tân binh. Là dành cho những anh chị nào trong 60 ngày. Còn nếu mà anh chị nào sau 60 ngày thì anh chị mình sẽ lớn nhiều hơn 90 ngày thì chúng ta sẽ làm được sẽ được hỗ trợ chương trình Newbie Pro. Thì Hằng sẽ có đưa chương trình và Hằng sẽ gửi cho các anh chị. Vào đầu tháng 9 chúng ta sẽ có một cái chương trình 5 em tiếp và Hằng sẽ kích hoạt cái chương trình này. Và cũng đồng thời nó sẽ có cái khóa học luôn cho các anh chị ha. Và đặc biệt là các anh chị sẽ nhớ giúp cho Hằng nha, là cái sản phẩm này ngày hôm nay giúp cho Hằng có hai điều kiện để các anh chị nhận được cái chương trình này. Thứ nhất đó là các anh chị mình sẽ phải là gì ạ? Là có một cái đơn hàng NutriC. Thứ hai là các anh chị mình sẽ vào nhóm chụp màn hình gửi lên. Tại vì cái sản phẩm này nó sẽ được gửi riêng, không có gửi đến cho không có trên app Robby và nó sẽ được gửi riêng. Thứ hai nữa là để mà được tặng quà thì điều kiện đó là các anh chị hoàn thành đơn xong, các anh chị phải sử dụng ngay một sản phẩm và các anh chị sẽ quay lại cái clip và chụp hình và gửi feedback về cho công ty, được chưa? Thì như vậy thì các anh chị sẽ được chính thức nhận được một cái phần quà. Tại vì cái này là quà feedback đó các anh chị. Quà feedback đó thì Hằng sẽ gửi cho các anh chị món quà. Đó là một hộp Centavi là 30 viên, được chưa? Thì chúng ta sẽ sử dụng kèm. Cái Centavi đó nó cũng rất là quan trọng. Nó là bổ sung là 12, 13 loại vitamin khoáng chất. Đó, phù hợp cho cả nam hoặc nữ. Thì sẽ sử dụng kèm với lại cái sản phẩm oxy. Nó sẽ đầy đủ vitamin khoáng chất cho các anh chị, được chưa? Nhắc lại một lần nữa, một hộp NutriOxy các anh chị sẽ được nhận ngay một Centavi với điều kiện là các anh chị mình sẽ có cái chụp lại hình feedback và video ngay trong cái lần đầu tiên các anh chị sử dụng và sau 1 tuần sử dụng nó như thế nào, các anh chị cứ gửi feedback lại cho nhà cung cấp thì sau đó là Hằng sẽ gửi cho các anh chị một cái hộp Centavi quà tặng của các anh chị, được chưa? Ok các anh chị đồng ý nha. Rồi Hằng nhắc lại một lần nữa là quyền lợi các anh chị sẽ được tham gia vào cái group hỗ trợ offline hướng dẫn về giúp các anh chị bán được hàng thông qua những chương trình trải nghiệm workshop miễn phí.
Và thứ ba nữa là các anh chị sẽ được tham gia, đặc biệt là trong tháng này hoặc là đầu tháng sau sẽ có một cái chương trình ở Hồ Chí Minh. À, đầu tháng sau đi, đầu tháng sau sẽ có một chương trình ở Hồ Chí Minh. Thì chương trình ở Hồ Chí Minh sẽ là offline, và các anh chị muốn dẫn đối tác khách hàng đến trải nghiệm hoàn toàn miễn phí thì các anh chị cũng sẽ cần phải có những cái cũng phải có trong cái group đó, trong group Zalo đó của Hằng hỗ trợ, thì Hằng mới share cái đường link và share cái form đăng ký để cho các anh chị đến cái thông tin của chương trình đó, được chưa? Đầu tiên sẽ mở bác là sẽ ở Hà Nội và Hồ Chí Minh, sẽ làm riêng cho chương trình team của Hằng Phạm và mentor Hoàng Vũ luôn, thì sẽ hỗ trợ cho các anh chị là dẫn khách đến để mà chốt sale. Tuy nhiên là Hằng nói rồi đó, thì sản phẩm này nếu các anh chị không trải nghiệm, các anh chị sẽ không bao giờ có thể bán được cái sản phẩm này, và nó không nên, các anh chị không nên ha, nên là phải có sự trải nghiệm. Ok em các anh chị, chốt nha. Rồi, nếu mà các anh chị mình sẽ nếu mà các anh chị mình có câu hỏi nào thì mình sẽ hẹn các anh chị trong buổi tiếp theo, bởi vì ngày hôm nay không có đủ thời gian để các anh chị có thể là học tập và nắm rõ về sản phẩm. Tuy nhiên chỉ cần nắm chừng đó sơ sơ thôi cũng là đã đủ để mà các anh chị kinh doanh hiệu quả rồi đó. Thì các anh chị mình sẽ cố gắng giúp cho Hằng là gửi cái đường link, các anh chị sẽ tham gia vào cái group Zalo ha, nhóm group Zalo, để các anh chị, và nhớ nha, chỉ chương trình chỉ có trong ngày hôm nay thôi, để qua ngày mai thì sẽ không có còn được ưu đãi nữa các anh chị ha. Ok rồi, ok nha các anh chị, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Dạ vâng ạ, dạ em cảm ơn chị Hằng rất là nhiều ạ. Em cũng nhờ các anh chị thả những chồng bông, chồng hoa, chồng tim để cảm ơn mentor của mình ạ. Và các anh chị nhớ những điều mà chị Hằng nói hôm nay thì mình sẽ có một cái chương trình khuyến mại, đó là mua một Nuki Oxy mình sẽ được tặng một Centavi. Trong có điều kiện chỉ là các anh chị á sử dụng và quay lại feedback gửi lên nhóm Zalo do mentor Hằng Phạm và mentor chính sao Hoàng Vũ hỗ trợ ạ. Em có gửi cho mình cái đường link rồi ạ. Các anh chị mình tham gia vô nhóm giúp cho em nha anh chị ơi. À, sản phẩm Nuki Oxy là một cái sản phẩm rất là hay luôn. Nhưng mà muốn bán được sản phẩm thì các anh chị phải thử trải nghiệm sản phẩm, xem sản phẩm như thế nào. Nếu không á, khách hàng mình có gặp vấn đề gì mình sẽ không biết cách xử lý đâu ạ. Và mình sẽ có rất là nhiều cái chương trình hỗ trợ cho mình để mình có thể bán được á, Nuki Oxy ạ. Thì em không biết là chị Hằng mình còn cần nói thêm với các anh chị nữa không ạ? À không em, nói chung là mọi người cứ trải nghiệm đi, tại vì chắc chắn sản phẩm này nó sẽ là best seller của Robby trong khoảng tầm vài tháng tới thôi. Nó cần thời gian để cho mọi người trải nghiệm thử á ha, nên là chắc chắn, và khách hàng người ta một khi người ta đã mua một lần rồi, chắc chắn người ta sẽ mua lần hai lần ba, khẳng định với các anh chị luôn, tại vì nó đã từng làm mưa làm gió trên kệ Robby rồi, doanh thu của Oxy đã từng đạt chạm ngưỡng mốc là cao nhất mọi thời đại luôn, là đã gần hơn 30 tỷ trong một tháng các anh chị, nên là chắc chắn là doanh số nó sẽ rất là đều và bền vững cho các anh chị, nên là các anh chị mình cứ tin tưởng Hằng, và các anh chị sẽ trải nghiệm thử sản phẩm này và mình bắt đầu mình kinh doanh với sản phẩm Oxy ha. Dạ vâng ạ. Dạ em cảm ơn chị Hằng ạ. Thì em cũng chúc các anh chị là hôm nay mình sẽ có những đơn hàng trải nghiệm và mình sẽ bắt đầu kinh doanh với Nuki Oxy ạ. Thì em chúc các anh chị một ngày hôm nay là bảo đơn ạ. Các anh chị mình có thể mở mic được rồi ạ. Ok, cảm ơn ekip, cảm ơn Lan, cảm ơn anh dược sĩ Vĩnh Hiệp, và cảm ơn tất cả ekip của chúng ta ngày hôm nay. Em cảm ơn Hằng, cảm ơn mọi người ha. Mọi người nhớ chụp đơn hàng gửi vào group nha, để mới nhận được quà Cảm tặng ơn nha. anh Tài. Hằng sẽ Cảm gửi ơn anh form cho Hiệp mọi ạ. người. Cảm ơn ekip.